Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm của tác giả Phi Hưng. Và đây là một câu chuyện dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Và Thuận tin rằng với cái thời lượng khá dài nhưng quý vị sẽ không thể nào bỏ qua một giây một phút nào trong câu chuyện, bởi vì nội dung chuyện cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút, sẽ đưa chúng ta đến rất là nhiều những cái bất ngờ khác nhau trong câu chuyện. Vậy câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào và có những bất ngờ gì thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mười hai giờ tối, màn đêm bao phủ khắp nơi, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhẹ phát ra vừa đủ soi rọi từ những cột đèn cao leo nghêu xếp thành hàng, đứng lẻ loi mỗi đoạn mỗi cái như đang canh giữ một góc phố phường. Nơi sâu trong con hẻm có nền đường đổ bê tông với bề ngang rộng rãi, ô tô ra vào thoải mái thuận tiện, có tên hẻm số 8 đường Hoàng Hoa Thám. Tại dãy nhà đó có căn hộ cũng mang số 8 của hai vợ chồng ông Thuận và Ngọc. Hai vợ chồng là nhân viên lâu năm của công ty lớn có tên Hoàng Thịnh. Từ vị trí công nhân, họ phấn đấu vươn lên, đạt được những thành tích tốt, dần dần thăng chức và được bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn. Hai người chăm chỉ tích góp dành dụm, xây được một căn nhà khang trang với 4 tầng lầu. Đêm nay, vào cái giờ mà người dân xung quanh đã tắt đèn ngon giấc, nơi phía lầu 4 của hộ gia đình vẫn đang mở điện sáng trưng. Trong phòng lúc này có 3 người, ngoài hai vợ chồng ông Thuận bà Ngọc với vẻ ngoài độ tầm tứ tuần, khuôn mặt hiền lành ra còn có thêm một người nữa đang ngồi đối diện. Vị khách này cũng tầm tuổi với hai ông bà, vẻ ngoài mập ú, mày râu nhãn nhụi. Ba người ở tại phòng này đều đang có chung một biểu cảm nghiêm trọng, trầm mặc, dường như đang bàn chuyện gì đó căng thẳng lắm. Ông Thuận nhìn sang vợ mình mà hỏi: "Thế thằng cu đã ngủ chưa bà?" Bà Ngọc nhẹ gật đầu, cất giọng mềm mại mà đáp: "Dạ, nó ngủ rồi anh, ngủ lúc 10 giờ kia, là do vú hai ru ngủ. Em bận chuẩn bị tài liệu nên nhờ vú giúp cho. Chắc hai bà cháu giờ cũng say giấc rồi." Ông Thuận gật đầu rồi chợt nhíu mày nhìn vị khách: "Anh Triệu, lúc nãy trong điện thoại tôi cũng đã nói qua với anh rồi. Hôm nay mời anh đến giờ này là muốn bí mật bàn bạc thống nhất chuyện kia. Anh nghĩ sao?" Vị khách mập mạp tên Triệu đó cũng nhíu mày đăm chiêu: "Anh và quản lý Bằng xưa nay có xích mích, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng cứ dứt khoát phải làm thẳng tay như thế này sao hả anh Thuận?" Bà Ngọc phân trần thay cho chồng: "Anh Triệu nói vậy thành ra là chúng tôi trả thù riêng rồi. Nhưng mà chúng tôi đây là đang làm việc công, đòi lại công bằng cho người lao động, không phải là muốn chủ dập hạ bệ ai cả. Dù kẻ đó không phải là cậu quản lý Bằng, chúng tôi cũng sẽ làm thế này. Bởi hơn ai hết, chúng tôi đi lên từ vị trí công nhân nghèo khổ nên hiểu cho sự vất vả của họ. Làm ra đồng tiền đã khó, còn bị cậu Bằng ăn chặn hãm hại như thế, làm sao mà sống cho nổi." Ông Thuận cũng bổ sung: "Hai vợ chồng tôi và cậu Bằng căn bản không có thù. Nếu không, chuyện cậu ta xin được vào công ty dựa vào quan hệ, chúng tôi đã không mở một mắt nhắm một mắt, coi như là không biết. Nhưng mà cậu ta càng ngày càng quá đáng, chẳng để tâm đến lời chúng tôi khuyên. Một tay che trời. Anh Triệu, anh là phó giám đốc, anh nói xem nên làm gì." Nói xong, ông Thuận đặt lên bàn một cuốn sổ dày. Phó giám đốc mập mạp tên Triệu kéo cuốn sổ lại phía mình, mở ra xem. Càng xem, đôi mày ông ta càng nhíu chặt lại. Bên trong là chi chít những con số đã được khoanh tròn đỏ và kèm theo chú thích. Có cả những chứng từ giả song hành cùng chứng từ thật. Tất cả đều chứng minh cậu quản lý tên Bằng mà ba người đang nói đến kia đã tham ô, làm giả giấy tờ để cắt xén, thu khống và trộm cắp vật tư công ty. Số tiền rơi vào tay cậu ta rất lớn, đủ để truy tố với hình phạt nặng. Phó giám đốc Triệu đóng sổ lại, đẩy nhẹ ra trước, đưa tay nhìn điện thoại một chút rồi ngả lưng ra ghế dựa, thở dài: "Anh chị này, tôi nói cái này nhé, là lời thật lòng. Tuyệt đường sống của người khác cũng là tuyệt đi đường sống của chính mình." Hai vợ chồng tròn mắt nhìn nhau thẳng thốt, ông Thuận cau mày: "Chúng tôi đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, bảo vệ tài sản của công ty. Sai chỗ nào?" Bà Ngọc chợt thâm ý nhìn người phó giám đốc đối diện:
Lúc kiểm tra sổ sách, hai vợ chồng tôi cũng không tin lắm vì có một vài chi tiết liên quan đến anh. Lẽ nào... Vị khách mập chỉ cười cười không đáp, chợt một giọng nói chế giễu vang lên. Không sai, anh Triệu là người hợp tác, ăn chia tiền với tao. Lúc này trên căn phòng tầng 4 đột ngột có 6 người đàn ông tiến vào, khí thế hùng hãn. Đi đầu là một người trung niên tuổi tầm 35, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt mỉa mai, nụ cười độc ác. Sau lưng hắn ta là 5 tên du thủ du thực, mặc áo mỏng manh ba lỗ, trên thân xăm đầy những hình thù kỳ dị đáng sợ. Mặt mũi tên nào tên nấy cũng hung hăng hiếu sát. Bà Ngọc há miệng toan chi hô thì đã bị hai tên du côn lao tới khống chế, đưa tay bịt kín miệng. Ông Thuận cũng bị ba tên khác xông tới chế ngự, đè ra sàn nhà. Người chủ nhà tức giận cố ngước lên nhìn tên dẫn đầu mà quát. Bằng, sao mày lại vào được đây? Sao mày biết? Tên dẫn đầu chính là quản lý Bằng mà lúc nãy ba người đang nói tới. Hắn ung dung nhếch mép cười châm chọc. Nhà xây có cửa thì tao vào bằng cửa chứ sao nữa, hỏi gì mà ngu thế. Nhưng nghĩ ra chuyện gì, ông Thuận quay sang tên phó giám đốc mập mạp tên Triệu kia mà hét lên. Anh, là anh báo cho nó biết, anh và nó. Gã Bằng nhàn nhã ngồi xuống ghế của ông Thuận, đưa tay lật lật cái cuốn sổ ghi chép trên bàn, gật cù ra vẻ thú vị rồi nói. Không sai, anh Triệu và tao là chỗ kết hợp làm ăn. Một nửa tiền tao kiếm được cũng là chia cho anh ấy. Chà chà, sổ sách chứng từ chi tiết cụ thể thật nhỉ. Hai vợ chồng mày cũng dày công ghê đó chứ. Phó giám đốc mập không nhìn hai vợ chồng có vẻ áy náy, cũng chẳng nhìn nhóm của Bằng. Tên mập châm một điếu thuốc rồi rít mạnh, phả ra làn khói trắng mờ ảo. Thân là phó giám đốc nhưng lòng tham ai cũng có. Đứng trước cám dỗ có mấy người trụ vững được. Hợp tác với tên Bằng đem lại trong ta nguồn thu rất lớn. Nếu tên Bằng bị truy tố, ông ta cũng không thoát liên quan. Nên lợi dụng hai vợ chồng Thuận vẫn cứ ngơ ngác tín nhiệm mình, ông ta trở mặt, gọi đồng bọn tới để xử lý, mới có cảnh trước mắt này. Hút được đôi ba hơi thuốc, phó giám đốc đứng lên, cũng không nói gì. Quay lưng đi ra cửa muốn quay về nhà, giao chuyện còn lại cho đồng bọn. Phía sau vang lên tiếng cười khanh khách của quản lý Bằng. Anh Triệu về thong thả nhé, chuyện hôm nay là nhờ cả và anh rồi. Sau này chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ. Chờ cho bóng lưng tên mập đi khuất, vẻ cười cợt trên mặt của tên Bằng biến mất. Thay vào đó là bộ mặt âm trầm thâm độc. Hắn nở nụ cười ác ôn mà gằn từng tiếng. Hai vợ chồng chúng mày biết quá nhiều, phải chết. Hắn búng tay đánh tách một cái, lập tức đám thủ hạ dùng băng dán ấn chặt miệng hai vợ chồng, đoạn dùng dây trói ngược tay cả hai ra sau lưng. Hành động lanh lẹ chuyên nghiệp vô cùng. Có vẻ như nhóm này đã từng làm qua những chuyện như vậy rất nhiều lần rồi. Một tên trong nhóm từ ngoài chạy vào báo cáo. Đại ca, trong nhà không còn ai cả, chỉ có hai vợ chồng nó. Tên Bằng sờ cằm, nghi hoặc. Lạ nhỉ, đúng ra trong nhà này còn một bà giúp việc và con trai của hai đứa này chứ nhỉ. Mà thôi, chắc là tụi nó đưa con qua nhà nội ngoại gì rồi. Chỉ là hai đứa không đáng quan tâm mà thôi. Mặc kệ, đi thôi. Hai vợ chồng ông Thuận bà Ngọc nghe thấy không tìm được con trai của mình trong nhà thì nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tai họa hôm nay, ít ra đứa con của họ không bị cuốn vào rồi. Hai người giãy giụa kịch liệt nhưng không làm sao chống lại được sức mạnh của mấy tên du côn lực lưỡng. Bị họ đánh cho một trận rồi lôi đi một cách thô bạo, kéo ra cổng, ném lên những chiếc xe ô tô đã chờ đợi sẵn bên ngoài. Tên Bằng tự tay khép cánh cổng sắt của ngôi nhà lại, nhìn lướt qua xung quanh một chút rồi ra lệnh. Cắt cửa người tới canh trước nhà nội và ngoại của hai vợ chồng này. Nếu thấy bà giúp việc với con của hai đứa nó xuất hiện thì bắt về luôn, rõ chưa? Nói xong hắn lên xe rồi đóng cửa lại. Tên đàn em kia nhận lệnh, đem điện thoại ra gọi người phân phó rồi cũng lên xe khác. Hai chiếc ô tô đen bóng loáng nhẹ nổ máy, từ từ rời xa khỏi khu xóm. Không ai chú ý, ở nơi góc khuất của con đường có một người đàn bà tuổi tầm 50 đang nép mình trong một con hẻm đối diện gần đó. Vẻ mặt bà ta hoảng hốt, tay run run, đang bế một đứa nhỏ tầm 2-3 tuổi. Xe vừa đi khỏi,
Người đàn bà ấy cũng vội quay mình chạy về hướng ngược lại. Được 5-6 bước chân, bà ta đột ngột dừng lại bên một thùng rác, rồi rất quyết đoán mở nắp thùng chui vào trong, đậy nắp lại. Đây chính là người giúp việc nhà ông Thuận. Vừa mấy lúc trước đang đêm hôm buồn đi giải, bà ấy ra ngoài toan giải quyết, thì đúng lúc thấy 6 tên du côn hung hãn đang xộc vào nhà. Bà ta may mắn nép lại vào một bên cửa phòng mới không bị để ý. Thấy cả nhóm côn đồ hung hăng lao lên tầng trên, biết có chuyện chẳng lành, ngay lập tức người giúp việc chạy vào nhà trong, bế đứa bé lên rồi len lén đi ra cửa. Canh chừng một lúc thấy không có ai mới dám bỏ chạy ra ngoài. Vừa lúc thoát khỏi mắt của tên đàn em đang đi ngược xuống dưới kiểm tra xem có còn ai không. Lúc này trong thùng rác, tuy phần rác thải bẩn thỉu đã được công nhân vệ sinh lúc nãy thu dọn tống cả lên xe, nhưng bên trong vẫn bức bí, nóng hầm hấp, cộng thêm cái mùi thum thủm rất khó ngửi, xung quanh dơ dáy vô cùng. Bà giúp việc hai hàng nước mắt chảy ra, cố nín nhìn cái cảm giác buồn nôn, dùng một tay bóp chặt miệng đứa bé, đề phòng nó phát ra tiếng khóc. Có thể nghe rõ ràng ở bên ngoài kia, vang lên tiếng bước chân người rầm rập chạy lại cửa. Nhưng tiếng bước chân này vòng vèo đảo khắp một chút, phát ra thêm vài tiếng chửi thề rồi mới từ từ rời đi xa. Hóa ra tên quản lý bằng gian xảo kia không hề rời đi, mà chỉ cho xe chạy một đoạn, xong ra lệnh cho đàn em quay ngược lại kiểm tra một lần, đề phòng cá lọt lưới vẫn đang quanh quẩn ẩn nấp quanh đó. May mà người đàn bà này thính tai, lại rất quyết đoán chui ngay vào thùng rác. Nếu không thì mọi chuyện tệ hại, không biết còn xảy ra bao nhiêu nữa. Khi đã chắc lũ du thủ du thực đã thật sự bỏ đi hết, người giúp việc nhẹ mở nắp, ló một phần đầu ra bên ngoài đủ để quan sát, rồi mới leo ra khỏi nơi lẩn trốn dơ dáy bẩn thỉu kia. Hai người một lớn một nhỏ dần chạy biến đi mất dạng trong đêm đen, nơi mà ánh sáng từ những trụ đèn không còn soi tới được nữa. Về phần hai vợ chồng ông Thuận và bà Ngọc, hai chiếc xe ô tô đen lầm lũi như chìm vào màn đêm lúc đã gần 1 giờ sáng. Chúng băng băng trên con đường quốc lộ vắng ngắt không có một bóng người qua lại. Xe chạy một lúc thì đến vùng ven ngoại ô thành phố, bằng ra hiệu rẽ vào một con đường nhỏ nơi đó. Đường xá không được đổ bê tông, sóc nảy liên hồi, mọi chuyển động đều nhờ vào cái đèn pha trước mỗi đầu xe để mà định hướng. Nơi đây nhìn xung quanh chỉ toàn là những mảnh đất trống, cây cối ôm tùm, lác đác vài ngôi mộ hoang nằm trơ trọi, thần bia mộ cắm thẳng, đứng lẻ loi trong màn đêm trông càng thêm quỷ mị. Đi mãi một đoạn xa mới thấy có một kiến trúc của con người ở, là một ngôi chùa tên gọi là Trúc Nghiêm. Nhưng bên trong, các sư sãi đã ngon giấc cả rồi, chỉ le lói phát ra đôi ba tia sáng yếu ớt ở gian điện thờ chính. Hai ông bà bị bịt miệng, chân tay giữ chặt, giữa đường càng cố vùng vẫy càng bị ăn đòn. Lũ kia ra tay rất nặng. Đến bây giờ họ đã đau đớn khắp toàn thân, chân tay mệt lả rã rời, ánh mắt đờ đẫn kiệt quệ. Qua khỏi ngôi chùa, chạy tiếp một quãng đường nữa, sẽ dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng lầu. Bên trong tối om om không có đèn điện, căn nhà nằm trơ trọi giữa một khu vườn hoang, xung quanh có hàng rào thô sơ. Nhìn từ xa không khác gì một nấm mộ khổng lồ vậy. Tài xế theo lệnh tên Bằng rẽ xe vào ngay sân chính. Tên quản lý búng tay ra hiệu, năm tên côn đồ áp giải hai vợ chồng ra sau nhà. Thấy ở nơi phía sau đó đã đào sẵn hai huyệt mộ với độ sâu không dưới 8 mét. Xung quanh hai hố sâu là quốc sẻng đang nằm la liệt. Tên Bằng nhìn qua ông Thuận mà cười gian ác. Chà chà, con người chính nghĩa hả? Vì quyền lợi của công nhân hả? Cao cả quá. Ôi, nể phục quá đi. Thế à, nằm xuống đây mà suy tính kế hoạch bảo vệ bọn nó nhé. Nói xong hắn quay qua bọn đàn em. Ném nó xuống, chôn sống nó cho tao. Tên Bằng không chỉ làm quản lý ở một công ty, hắn còn là một tên giang hồ có số má. Do đang bị truy lùng điều tra gắt gao nên phải tạm dừng tay, trở qua xin làm ở một công ty quen biết để chờ ngày tái xuất. Tính xấu không bỏ, vừa vào công ty hắn đã ngay lập tức thành lập đường dây bòn rút tại nơi mà hắn làm việc, uy hiếp và lợi dụng tên phó giám đốc Triệu tiếp tay cho mình. Những tên đàn em này của gã cũng là dân đâm thuê chém mướn, máu lạnh, chém người cũng như chém chuối vậy thôi. Nên vừa nghe lệnh của đại ca, chúng ngay lập tức kéo lê sành sạch ông Thuận lại bên miệng hố, đấm đá thêm vài cú rồi xô ngã xuống dưới.
Hố sâu hút cộng thêm đêm tối, không còn nhìn rõ được điều gì ở dưới đáy hố cả. Chỉ lờ mờ thấy được có gì đó đang chuyển động. Chính là ông Thuận đang cố vẫy vùng trong bất lực. Năm tên đàn em nhanh chóng xúc đất bên cạnh xả xuống hố, chôn tươi một con người đang sống sờ sờ. Đôi mắt mỗi tên làm việc này đều lạnh lùng vô cảm, biểu tình cũng chỉ có đôi ba cái nhíu mày rồi thôi, chứ không có chút xót thương gì. Đất lấp quá đầu người của ông Thuận thì tên Bằng ra lệnh dừng lại. Hắn tiến tới bên cạnh hố, ngồi xổm xuống cười giễu cợt, tay rút ra một tấm bùa vàng rồi cười khà khà. Đụng đến tao thì mày xui rồi con ạ. Bị chôn sống là còn nhẹ đấy, vì vẫn còn được toàn thây. Nhưng mà nhẹ nhàng như thế này thì không đúng với tính cách của tao, nên tao cho mày thêm lá bùa này nữa nhé. Có nó trấn yểm thì mày sẽ thành một vong hồn không thuộc dương gian, cũng chẳng thuộc địa phủ. Không có quỷ sai nào phát hiện mà đến đây dẫn hồn đi đầu thai. Hồn xác mày sẽ mãi mãi nằm yên dưới đó. Nói xong hắn thả lá bùa xuống mộ huyệt sâu kia, rồi lại ra hiệu cho đám đàn em tiếp tục xúc đất thả xuống. Hố đất cứ thế từ từ được lấp lại, chôn sâu bên trong một thân người đàn ông tội nghiệp, chết trợn trắng mắt vì ngạt thở. Bà Ngọc lúc này đã lệ tràn ướt sũng hai bên má, bất lực nhìn người chồng đầu ấp tay gối bao năm qua, giờ đang bị người ta giết tươi ngay trước mắt mình. Bà càng giãy giụa, chúng càng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đánh đấm túi bụi, bất chấp trước mặt chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm đã bị trói gô. Tên Bằng lướt mắt nhìn sang, cười mỉa mai. Mày đừng có vội, giờ thì đến lượt mày đây. Tao sẽ cho hai vợ chồng mày, dẫu chết rồi cũng phải bị chia cách. Hai vị anh hùng chính nghĩa, biết cái giá khi trêu chọc vào tao chưa hả? Hai tên lưu manh theo lệnh lôi bà Ngọc vào trong nhà. Bên trong, nơi giữa căn phòng chính đã để sẵn một cái cáng cứu thương. Bà Ngọc bị xô nằm sấp xuống trên đó. Tên Bằng tiến lại, xé toạc phần áo sau lưng của bà Ngọc, lộ ra một làn da trắng ngần không chút tì vết. Dù đã có tuổi, nhưng người phụ nữ này ngoài khuôn mặt ra, toàn thân cũng được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt. Trong mắt tên quản lý Bằng không có cái nhìn dâm tà, chỉ phát ra ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương. Hắn rút trong người ra một con dao nhỏ sắc bén, từ phần hai bên vai của nạn nhân rạch một đường ngang, lưỡi dao nhọn hoắt cắm vào da thịt con người, rồi vạch ra một đường thẳng bén ngót tinh chuẩn. Bốn tên lưu manh giữ chặt tay chân người phụ nữ, máu từ vết cắt phún ra xối xả. Tên Bằng cứ thế rạch tiếp những đường thẳng dọc lưng, tạo thành một hình vuông, rồi chụp lấy một bên mép phần da lưng, từ từ kéo lên trên. Hắn cứ thế lột da sống một con người. Bà Ngọc dãy dụa đau đớn một lúc rồi nằm bất động, không biết vì do cơn đau tê tái mà ngất đi hay đã chết vì mất máu. Phần lưng bị lấy đi lớp da, lộ ra một mảng đỏ ngầu của những bó cơ với dịch nhầy cùng máu tươi. Kinh khủng mắt người nhìn, đám lưu manh lúc này cũng lạnh lưng, có thằng còn quay đi không dám nhìn trực diện. Tuy chúng chuyên đâm thuê chém mướn, nhưng thường là chém một hai dao. Còn cảnh tra tấn từ từ lột da sống một con người như thế này, đã bao giờ chúng trải qua đâu. Tên Bằng cười lên khanh khách, ánh mắt đỏ ngầu man dại hung dữ vô cùng. Miệng hắn khoái trá lẩm bẩm. Già tốt, già tốt. Còn cho cái này, hồn mày từ nay ở trong tấm da này vĩnh viễn nhé. Nói xong hắn chùm tấm da lưng vừa bị lột ra lên đầu người phụ nữ tội nghiệp đã nằm cứng đờ, đưa tay bắt ấn rồi vỗ mạnh lên trên ba cái. Lớp da trên đầu bà Ngọc phát ra ánh sáng trắng yếu ớt rồi tắt ngúm. Như đã xong việc, hắn thản nhiên cầm lại tấm da lên. Hai tay của gã lúc này cũng đã thấm đầy máu tươi và dịch nhờn nhầy nhụa. Đoàn Bằng tiến lại cái bàn gần đó, cầm lấy một cái ba lô nhỏ đã để sẵn, giao vào tay một tên lưu manh, rồi chỉ vào cái xác bị lột da sống của bà Ngọc mà nói. Lát nữa chúng mày đem nó ra sau, chôn vào cái huyệt thứ hai, nhớ là lấp đất san phẳng cho kỹ càng, chặt thêm nhiều cành cây che lên trên. Đây là số tiền thưởng, cầm lấy mà chia nhau. Xong mấy đứa tụi mày lên cùng một xe mà về trước, chiếc còn lại để đó, tao sẽ về sau. Ném ba lô cho thủ hạ xong, hắn lại tiến tới vặn đầu người phụ nữ ngược ra, liềm một cái lát cắt ngọt xớt vào cổ nạn nhân, rồi cắm phập phần đầu nhọn hoắt của con dao vào một bên rìa hốc mắt, cứ thế nạo ra hai con mắt của cái xác. Lúc này,
Toàn cơ thể bà Ngọc đã thê thảm đến độ không ai dám nhìn thẳng nữa. Toàn là máu me be bét, lưng bị lột ra, cổ bị cắt, hai mắt bị móc, chết trong đau đớn kinh hoàng tột cùng. Đám lưu manh theo lệnh nâng cán đem ra ngoài chôn, mới bước ngang bục cửa thì có tiếng vọng theo. Chuyện hôm nay mà đứa nào dám để lộ ra thì con chó cái kia sẽ là tấm gương nhé. Tao sẽ hành hạ kẻ phản bội còn thê thảm hơn nó. Những tên giang hồ liếm máu trên lưỡi dao, thế mà nghe đến câu cảnh cáo kia, bất giác tên nào tên nấy cũng rùng mình. Vài mối tên đều khẽ run lên, chúng lóng ngóng đưa xác người đàn bà ra vườn chôn gấp, đặng còn rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Tên Bằng nhìn theo bóng lưng đám thủ hạ, nở ra cái nhìn coi thường ngạo nghễ. Mỗi tay cầm một con mắt, hắn giơ lên cao rồi đánh mạnh vào tấm da lưng đang trải dưới nền nhà. Hai con mắt bị đánh vỡ ra thành một đống nhảy nhụa. Tên quản lý đưa tay chà sát phần nhảy nhụa đó lên bề mặt ra, miệng cười man dại biến thái. Chờ cho đến khi nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài rời đi, tên Bằng mới từ từ đưa về một phía góc nhà, lấy ra một khung tranh bằng gỗ. Màu gỗ đen ngòm kỳ dị, trông cứ như được sơn lên. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy không phải. Lớp màu bên ngoài chỗ lồi chỗ lõm, mỏng manh như những cụm tơ hay rêu mốc. Gã ném cái khung gỗ ra giữa sàn nhà, nằm chồng lên tấm da người, rồi lại lấy một dụng cụ bấm đinh gỗ ở gần đó, đoạn mới tiến lại, ngồi bệt ra đất, tỉ mỉ căng tấm da ướt nhẹp máu me và xịt nhớt của da thịt con người lên khung gỗ đó. Phần bị hai con mắt bảy nhảy kia chà sát lên, hắn chọn làm thành mặt chính của bức tranh. Mọi thao tác của tên Bằng kia đều rất cẩn thận và chuyên nghiệp. Hắn ngoài là một tên giang hồ, còn là một tên có học đạo thuật, lại rất khát máu và biến thái. Bên cạnh đó còn biết vẽ tranh, sở thích quái đản làm một bức tranh từ da lưng người sống. Hắn đã nung nấu ý định từ lâu, này mới làm được nên vô cùng hí hửng khoái trá. Vừa làm vừa tận hưởng cái khoái cảm độc ác và man dại mà chỉ có mình hắn cảm thấy kích thích mà thôi. Chiều hôm sau, lớp da người đã được căng phẳng lì, đính liền vào khung tranh. Bên trên đã được quét một lớp sơn trắng phủ nền. Bên cạnh là hàng loạt những hũ nhỏ nhiều màu sắc từ chất liệu sơn dầu. Tên biến thái đang chấm cọ từ từ tô vẽ lên bức tranh làm từ da lưng của bà Ngọc, kẻ bị hắn chính tay xẻ thịt. Miệng huyết sáo đầy vui vẻ, tên Bằng nhận nhơ ngồi bắt chân, cứ vài ba phút lại vung cọ vẽ lên những nét nguệch ngoạc. Càng nhìn càng chẳng thể nhận ra hình thù gì rõ ràng, chỉ thấy như thể một bức tranh trừu tượng, màu chủ đạo là màu đỏ sẫm màu, với những tia đen cách điệu. Nhìn qua trông kỳ bí và ma mị vô cùng. Nếu biết nền tranh là da lưng của người chết, hẳn ai nấy cũng phải lạnh hết cả sống lưng. Từ trong bức tranh thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu gào ai oán phẫn nộ mà chỉ có tên biến thái mới nghe được. Thành âm hung tợn khủng khiếp ấy, thế mà lại cứ như là một liều thuốc kích thích. Tên Bằng càng nghe càng thấy hưng phấn, không ngừng vẽ vẽ như có thêm ý tưởng mới. Miệng hắn la hét. Là lớn lên, là lửa đi. Còn mụ này, mày sẽ phải mãi mãi ở yên trong đó. Nhìn tháng năm trôi qua, nhìn tuế nguyệt lụi tàn, có khi còn bị người đời sau đem đốt hay đem vứt vào thùng rác. Dám đụng vào tao sao? Cho chúng mày chết. Tiếng kêu la khoái trá của tên pháp sư máu lạnh tà ác cứ thế vang lên nơi căn nhà nhỏ nằm hiu quạnh giữa khu vườn trống. Xung quanh là những khu đất hoang mọc đầy cỏ dại um tùm. Những nấm mộ trơ trọi cứ nằm im lìm bất kể ngày đêm như đang quan sát cái cảnh tượng dị hợm trong căn nhà ấy. Nơi ngôi chùa Trúc Nghiêm gần đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông mõ, tiếng kinh kệ theo khóa. Nhờ có thanh âm trầm bổng du dương này mới có thể lấn át đi phần nào tiếng động phát ra từ nhà tên Bằng, nơi vừa xảy ra tội ác kinh hoàng tàn nhẫn bậc nhất. Thế nhưng tên biến thái máu lạnh đó vui vẻ chẳng được bao lâu. Một tuần sau đó, việc làm ăn trong giới giang hồ đâm thuê chém mướn của gã gặp phải trục trặc, địa bàn bị chiếm mất hơn phân nửa. Đối thủ đang không ngừng bành trướng, trực tiếp ra lệnh tìm gã để xử lý gọn gàng. Nhà nội và ngoại của hai ông bà Thuận Ngọc cũng trình báo công an về sự mất tích của thân nhân. Qua điều tra, thấy hai vợ chồng có những xích mích trong công việc liên quan đến gã ta.
Cộng thêm hắn đã bị công an nhắm từ trước, nên lệnh bắt cũng nhanh chóng được ban bố ra ngoài. Vậy mà như thể tên ấy đã đánh hơi ra điều bất ổn từ sớm. Gã đã nghỉ làm ở công ty trước khi lệnh bắt khẩn cấp ban ra được mấy ngày. Giờ này, bằng đang ẩn nấp ở nơi khu nhà nằm ven ngoại ô, xung quanh vắng ngắt không bóng người kia. Bức tranh làm từ da lưng của bà Ngọc lúc này cũng đã hoàn thành, được chỉn chu đóng thêm khung viền trang trí, rồi treo lên bức tường nhà chính. Bức tranh bây giờ đã khô phần mực, nhìn thô ráp và sần sùi. Bức tranh không rõ nghĩa, có đủ màu sắc bôi qua bôi lại, chủ đạo là hai màu đỏ và đen. Thế nhưng nhìn qua cũng rất ra dáng là bức tranh trừu tượng đẹp lắm, là do họa sĩ chân chính thể hiện chứ không phải là của họa sĩ nghiệp dư làm ra. Tính toán, tên này cũng thực là dân có tài nghề lắm. Gã Bằng ngồi nơi bàn khách ở giữa nhà, tay chậm lên điếu thuốc rồi rít dài, vẻ mặt căng thẳng. Xung quanh hắn là năm tên đàn em thân tín, còn có tên phó giám đốc mập mạp tên Triệu cũng đang ngồi đối diện, ánh mắt đảo qua đảo lại bất an. Một lúc sau tên Triệu mở lời phá tan sự im lặng thâm trầm nãy giờ. Sáng nay mấy tay công an tới công ty tìm cậu, cũng ở về nhà của cậu để đọc lệnh bắt. May mà cậu đã trốn về đây kịp đấy. Gã Bằng tức giận đưa tay đánh mạnh lên bàn cho bó cơn hậm hực rồi gầm lên. Thật là tức chết mà, xui xẻo không ngừng quấn thần. Tôi lại không tiên đoán được trước, phủ phép ám hại thằng đại ca nhóm đối thủ cũng không thành. Vụ này không đơn giản như bên ngoài trông thấy đâu. Ý của cậu là... Tên Bằng giải thích. Phía đối thủ cũng đã mời về một thầy pháp cao tay để chống lại tôi. Tay đó có thể che mắt không cho tôi thi pháp, cũng không thể dò dẫm tiên đoán được gì cả. Nói xong, hắn quay qua tên phó giám đốc mà dặn dò. Trước mắt anh hãy về đi. Thời gian này cẩn thận một chút, đừng liên lạc với tôi, cũng đừng quay về đây nữa. Sắp tới khả năng công an bám theo anh là khá cao. Khi tôi chưa giết được tên pháp sư đang đối đầu, thì mọi chuyện cực kỳ nguy hiểm. Phần tiền của tôi, anh dùng một tài khoản khác chuyển vào gấp đi. Cũng phi tang sổ sách, mọi chuyện ở công ty đều tạm dừng. Lão Triệu nghe thế thì gật gật đầu. Tuy ở chỗ làm chưa ai nghi ngờ đến hắn, cũng không có chứng cứ rõ ràng về việc lũng đoạn công quỹ, nhưng chuyện hắn có quan hệ với tên quản lý này thì ai cũng biết. Lần này cần án binh bất động là đúng rồi. Chờ nghe dặn dò thêm một vài điều nữa, Triệu đứng dậy ra về, lên xe đi thẳng một mạch. Đợi cho lão ta đi mất, gã Bằng đưa tay lên bấm đốt tính toán, nhưng cau mày lại vì không thể suy tính ra điều gì. Trong nhà vang lên một giọng cười lanh lảnh ma quái của một người phụ nữ. Trong thanh âm kia chất chứa sự thù hận ngút trời, cũng có chút hả hê khi thấy đối phương gặp tai họa. Năm tên côn đồ lạnh toát cả người, đều cùng quay mặt về một hướng. Thanh âm ma quái đó chính là phát ra từ bức tranh treo nơi tường kia. Tên Bằng nhổ toẹt một bãi nước bọt, gằn lên. Cười cái con khỉ, con chó cái, mày đừng nghĩ là tao đã hết thời. Hả hê sao? Kẻ có thể đụng được đến tao còn chưa có sinh ra đời đâu. Nói xong, hắn giơ tay bắt quyết, vẽ vào hư không một hình thù, rồi vung mạnh về phía bức tranh. Từ trong đó phát ra một tiếng kêu gào thê thảm như bị tra tấn. Một lúc sau thì im bặt đi. Năm tên đàn em nuốt nước bọt đánh ực một cái, run rẩy nhưng không dám phát ra tiếng nói nào. Vì chúng biết rõ, lúc này tên đại ca của mình đang tức giận lắm. Cái cảm giác phải ở trong một ngôi nhà, có con ma đang nằm trong bức tranh đang dòm ngó mình mọi lúc, thực sự ớn lạnh, không dễ chịu một tí nào cả. Tên Bằng bỏ qua linh hồn bà Ngọc trong bức tranh, hắn đi đến nơi bàn thờ, thắp lên bàn nén nhang rồi ngồi xổm xuống nhập định. Hai tay như thể vô thức, từ từ giơ lên múa may một hồi. Hắn tiến vào một không gian đen kịt, không phân rõ phương hướng trên dưới trái phải, miệng lẩm bẩm. Để tao xem mày là ai mà dám cả gan chống lại tao. Câu nói vừa dứt thì không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, phía trước phát ra tia sáng chói lòa, rồi hiện ra một thân ảnh. Âm thanh cười cợt khoái trá vang lên. Tìm tao sao? Đã lâu không gặp, thằng khốn. Mày, sao lại là mày?
Gã Bằng còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì thân ảnh kia lại biến mất. Một tầng ngăn mờ ảo với hai hình âm dương hiện ra. Bằng bị một bát quái đồ hung hãn đánh bật ra khỏi tình trạng nhập định xuất hồn. Bị đánh bay về lại thực tại, toàn thân tên quản lý run bần bật rồi ngã ngửa ra sau. Mất một lúc lâu, hắn mới lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm đầu, miệng thở dốc. Mấy tên giang hồ xung quanh tuy hốt hoảng, nhưng không một ai dám lại gần, vì tên này đang ở trong trạng thái giận dữ điên loạn. Tên Bằng gào lên. Con Quỳnh, là mày, con sư muội khốn kiếp, mày dám chơi tao. Còn đang điên cuồng chửi mắng, thì bên ngoài vang lên mấy tiếng thắng gấp chói tai. Một tên côn đồ ở nơi bục cửa gào lên. Không hay rồi đại ca, tụi Băng thằng Tú kéo về đây rồi. Năm tên giang hồ đồng loạt vơ lấy gậy gộc lao ra chống trả. Phía bên ngoài kia trước nhà đã đổ 4 xe ô tô. Phía sau mỗi bánh xe đều là những dấu vết phanh gấp. Người trên xe mở cửa, nhanh như cắt lao xuống mười mấy tên lưu manh, khắp người xăm trổ, mặt mũi hung tợn dữ dằn. Tay mỗi tên đều lăm lăm những vũ khí sắc nhọn. Nhóm đối thủ này nhanh chóng sáp lá cả với năm tên đàn em của tên Bằng. Do ít người yếu thế, dần dần năm tên phải lùi lại vô trong nhà. Tên Bằng nghiến chặt răng lao ra phía sau, đá tung cánh cửa rồi bỏ chạy ra ngoài. Hắn lo thoát thân mặc kệ đồng bọn bên trong. Vừa chạy hắn vừa mắng. Còn cho cái khốn kiếp, nó tính ra mình ở đây để chỉ điểm cho tụi này về tìm giết. Chưa xong đâu, tao sẽ báo thù. Nơi sau căn nhà, băng qua khỏi khu vườn rộng là những bụi rậm. Tên Bằng cuống cuồng lao vào trong các bụi rậm đó, lăm lăm mà phóng đi. Bất kể chướng ngại vật nào trước mắt, cứ thế chạy xa dần khỏi ngôi nhà của gã. Một hai tên trong băng đảng đối thủ cũng lao theo, nhưng không đuổi kịp được. Tốc độ của tên này quá nhanh, thế là đành hậm hực quay về lại bên trong, muốn gọi điện hỏi ý đại ca của mình xem phải làm gì tiếp theo. Lúc này nơi nhà giữa, năm tên thủ hạ của tên Bằng đã nằm rạp ra đất. Có tên thở thoi thóp, có tên bất động như đã chết đi. Trên người mỗi tên toàn là những vết cắt sâu hoắm, thịt máu lẫn lộn, chảy ra nhảy nhụa thành vũng giữa nền sân. Năm tên chém lộn với cả chục tên, nên chỉ mấy phút đã bị chém gục ra đất, không thể hoàn thủ. Năm gã đâu có thể ngờ, tên đại ca thân thủ giỏi nhất của chúng lại là kẻ bỏ chạy đầu tiên, để mặc bọn họ lại đối đầu với sinh tử, làm con chốt bọc hậu như vậy chứ. Đúng lúc này, khắp căn nhà lại vang lên tiếng cười ma mị đáng sợ, vang vọng lanh lảnh như câu hồn đoạt phách. Nhóm giang hồn ai nấy đều giật thót mình, lạnh cả xương sống. Một vài tên gan lì thì vung dao chỉ khắp nơi quát. Mẹ nó, đứa nào, ra đây. Mấy tên gan lớn ấy vừa dứt câu thì có những tàng ảnh từ đâu xuất hiện, bay qua bay lại, rồi chúng la lên khi thấy trên vai, trên lưng đồng loạt bị mấy vết cào bung cả máu ra ngoài. Cả bọn tái mặt gào thét. Ma, có ma, chạy, chạy mau. Thế là nguyên một đoàn mười mấy người không ai bảo ai, hoảng sợ lao ra ngoài toan trốn đi. Cả những kẻ gan dạ nhất giờ cũng đã xanh mét mặt mày, vứt dao vứt dép và bỏ trốn đầu tiên. Tiếng máy xe nổ ồn ồn, mấy chiếc ô tô nhanh chóng mất dạng, lao biến đi khỏi khu vực đó. Phía bên trong vẫn còn đó giọng cười ma quái, nhưng thanh âm lúc này không còn hung dữ dọa nạt, mà trở nên bi ai não ruột não gan, như chứa đầy tâm sự và oan ức. Sau một lúc, máu trên thân của năm tên thủ hạ đang nằm vật trên sàn kia, thế mà đồng loạt bốc hơi. Những làn hơi màu đỏ bốc lên như sương khói, bay lả lả trên thinh không, rồi cùng nhập vào trong bức tranh treo ở nơi giữa nhà. Những tên đã chết thì thân xác có quắp lại, tên còn nằm thoi thóp cũng bị hút cạn máu mà tắt thở. Khuôn mặt tỏ ra đau đớn lẫn kinh sợ, mắt trợn to như không cam tâm mất đi tính mạng, rời bỏ nhân thế. Chúng đã phải tự mình thể nghiệm cái cảm giác đang sống sờ sờ mà bị giết tươi. Năm tên côn đồ bắt cóc chôn sống hai vợ chồng ông Thuận bà Ngọc, cứ thế lìa đời trong đớn đau, trả giá cho hành vi tội ác mà chúng vừa thực hiện cách đây chỉ mấy ngày mà thôi. Kẻ liên quan đến vụ án mạng đêm hôm đó, giờ chỉ còn mỗi một mình tên Bằng chủ mưu và gã Triệu liên đới là còn chưa bị trừng phạt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã gần 20 năm trôi qua. Ngôi nhà nằm điều hưu giữa những khu đất hoang sơ,
từng chứng kiến qua hai cái chết thương tâm của đôi vợ chồng ấy, giờ đây đang nằm lọt thỏm ở một góc, bao bọc xung quanh là nhà cao cửa rộng, khang trang tiện nghi với nhiều tầng lầu. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã biến nơi đây thành một khu dân cư đông đúc, nhà cửa mọc lên san sát nhau. Chỉ riêng ngôi nhà của tên Bằng và mảnh đất vườn xung quanh là vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Có chăng chỉ là trông xuống cấp và cây cối mọc lên tùm rậm rạp, nhìn hoang sơ hơn xưa mà thôi. Mảnh đất này không ai chiếm dụng, vì dù sao chủ nhân của nó chỉ bị mất tích, vẫn thuộc sở hữu là đất tư nhân, mà thực ra cũng chẳng ai dám chiếm dụng mới đúng. Đây đích thị đã được người dân xung quanh coi là căn nhà bỏ hoang. Đáng sợ hơn, căn nhà bỏ hoang này có ma. Hàng xóm xung quanh luôn khẳng định, cứ vào giữa đêm là trong căn nhà tối mù đó lại phát ra tiếng khóc nỉ non ai oán. Đồ vật trong nhà như bị xê dịch, phát ra những tiếng va chạm lạnh gáy. Và tất nhiên là trong nhà đó không có ai cả. Nhiều người vô gia cư cũng đã thử vào đó tá túc mấy lần, nhưng kết quả đều bị bất tỉnh. Sáng ra là thấy họ nằm co ro vật vã trước sân nhà. Rất may là không ai thiệt mạng, đều được đưa đi cấp cứu kịp thời. Mọi người cũng dần tìm hiểu ra được nơi đó từng là nơi có 5 tên lưu manh mất mạng trong cuộc thanh toán giang hồ. Nhưng họ không hề hay biết, không chỉ có 5 mạng người, mà chính xác là có đến 7 mạng người nằm lại nơi khu đất đó. Ngoài vườn kia, hai cái xác của ông bà Thuận Ngọc vẫn còn đang nằm im lìm dưới đất lạnh mà chưa bị ai phát hiện ra. Đã gần 20 năm, linh hồn của họ vẫn bị giam cầm, thể xác vẫn chưa được an vị mộ yên mà đẹp. Họ chờ, chờ một ngày được phục hận. Lúc này ở trong thành phố, một cậu thanh niên tuổi tầm 20, tóc cắt ngắn, vẻ mặt sáng sủa thông minh, tay đang cầm những phần quà gồm gạo, bánh trái, dầu ăn và các loại gia vị đã được cho vào túi nhỏ, đang phát cho những hộ dân nghèo quanh đó. Quân ơi, còn là thùng mì tôm nè con. Một ông lão tuổi gần 60 chạy theo tới bên đứa nhỏ, tay ôm một thùng mì. Ông lão này dáng người vạm vỡ săn chắc, khác với tuổi tác bên ngoài. Ánh mắt sắc lạnh vô cùng, nhưng tổng thể khuôn mặt nhìn qua lại rất hòa ái, thân thiện, giọng nói ôn tồn. Ông đưa cho thằng bé tên Quân thùng mì. Quân lại chuyển nó vào tay một người dân đứng đó. Các hộ nghèo cúi đầu cảm tạ rối rít. Quân quay sang ông lão mà nói: Chú Linh ơi, quà hỗ trợ hộ nghèo theo danh sách thì đã phát đủ. Đây là hộ cuối cùng rồi. Nhưng lúc nãy bà lão này nói sau con hẻm kia cũng có một nhà đang khó khăn lắm ạ. Ông lão tên Linh liếc mắt nhìn theo hướng tay chỉ của thằng nhỏ một cái, rồi nở ra nụ cười hiền hậu. Là rút ví lấy ra mấy tờ polymer đặt vào tay thằng bé mà nói: Vậy con mua giùm chú thêm một phần nữa, cũng ghi tên hộ gia đình đó vào danh sách để phát quà lần sau luôn nhé. Cậu bé Quân gật đầu vâng dạ, leo lên xe máy chạy đi mua thực phẩm. Ông lão tên Linh rút ra gói thuốc, châm lửa rít dài mấy hơi, xong quay qua tươi cười trò chuyện, hỏi thăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bên cạnh. Người dân quanh khu vực này không ai xa lạ gì với ông lão ấy, ai cũng yêu quý tôn trọng vô cùng. Ông lão Linh là chủ một quán cà phê giải khát gần đây, tính tình thân thiện dễ gần. Mỗi tháng ông đều theo danh sách hộ nghèo xin được nơi phường mà mua thực phẩm hỗ trợ đều đặn cho mỗi gia đình. Mọi chi phí là do một tay ông ấy bỏ ra, không quyên góp thêm từ bất kỳ ai. Thế nên người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, đều xem ông ấy là ân nhân, là người ơn rất lớn của họ. Thằng Quân chưa mua thực phẩm về thì trước mặt ông lão có hai chiếc xe máy dừng lại. Điều khiển xe là hai cậu thanh niên tuổi cỡ ngang Quân. Hai đứa móc mũ bảo hiểm lên xe rồi cười nói với ông lão: Chú Linh, bọn con phát xong rồi ạ. Đây là hai cậu bé phụ giúp ông ta phát quà cho mỗi hộ như nhóc Quân. Bọn họ phân công chia nhau ra cho tiện. Giờ đã tụ lại về đây. Ông Linh cười tươi, vẫy tay ra hiệu cho hai đứa: Hai con vào đây tránh nắng đã. Thằng Quân đi mua thêm thực phẩm rồi. Chờ nó về rồi chú cháu mình ra cuối ngõ phát quà, xong về lại quán mà uống nước nghỉ ngơi. Hôm nay bà đứa bay vất vả rồi. Một lát sau thì cậu nhóc Quân quay lại, trên tay có đầy đủ thực phẩm và mì tôm. Nhóm bốn người đi phát cho một hộ gia đình khó khăn cuối cùng, rồi cùng nhau quay về quán cà phê, cũng không xa nơi này lắm. Đây là một quán nhỏ, nhìn vô sạch sẽ tươm tất lắm.
Có điều nó nằm tít sâu trong một con hẻm lớn. Thường thì những quán cà phê như vậy gọi là quán cà phê xóm, chỉ phục vụ cho người quen xung quanh là chính. Ông Linh mở khóa cổng, bước vào nhà, chỉ tay ra một cái bàn gần đó mà nói: "Bà đưa bầy mệt rồi, ngồi đó mở quạt lên cho mát, chờ xíu, để chú pha nước cho mà uống." Ba cậu con trai này ngoài Quân ra, hai đứa còn lại tên là Hải và Thành. Cả ba là nhân viên phục vụ của quán giải khát này. Tuy đây là quán cà phê xóm nhưng rộng rãi thoải mái, lại thêm công nghệ mạng internet quảng bá nên giới trẻ cũng dần biết đến và tìm về. Thành ra công việc mỗi ngày của tụi nó cũng không đến nỗi là ngồi chơi đuổi rồi bay qua. Hải nhìn theo bóng dáng ông chủ đi vào pha chế nước cho cả bọn mà tặc lưỡi. Tài nghệ pha chế của chú Linh là đỉnh, lại thêm giá cả rẻ. Phải chi mà cái quán này nằm ngoài đường lộ, chắc phải đắt khách gấp mấy lần bây giờ. Thành xua tay cười cười. "Mày khéo lo bỏ trắng răng. Có bữa tao với chú Linh ngồi chơi nói chuyện, chú có nói mở quán cà phê là để thư thả tuổi già, cho có việc mà làm, đỡ buồn chán thôi. Chứ mày nghĩ coi, mỗi tháng phát quà bao nhiêu hộ dân như thế, tiền lời của riêng cái quán này làm sao mà đủ?" Quân ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Chú Linh nói thời trẻ rành rụm, giờ cũng dư giả có của ăn của để, nên muốn giúp người. Ba bọn mình may mắn mới xin được vô đây làm thêm đó. Chú hiền lành chả làm áp lực gì với nhân viên. Coi đó, chạy xe quanh mấy vòng phát quà, bao giờ chú cũng tính là một ngày công cả. Người tốt như chú hiếm lắm. Cả ba đứa nhóc đều gật đầu, thầm may khi mình gặp được người tốt. Một lát sau, tự tay ông Linh bưng ra một loại nước giải khát do mình vừa pha chế, cho tụi nhỏ thoải mái lựa chọn mà uống. Bốn người vui vẻ trò chuyện rôm rả. Ông Linh cười hiền mà hỏi Quân: "Ngày mai con về quê thăm mẹ hả?" Quân gật đầu đáp: "Dạ, tụi con vô kỳ nghỉ hè rồi. Con định về quê thăm mẹ ít hôm xong lại quay lên ký túc xá. Con nhận việc hai cả đây rồi. Nếu nghỉ mấy ngày có làm sao không chú?" Ông Linh cười xòa xua tay mà nói: "Không sao hết, con cứ về quê chơi mà ở với mẹ lâu lâu một chút cho mẹ vui. Công việc ở đây chú và hai thằng giặc này lo được." Hải ngồi đối diện bỗng cười lên, nhìn Quân với ánh mắt thách thức. "Nè, trước khi đi, đừng quên cái hẹn đêm nay của chúng ta." Quân cũng cười khanh khách: "Quên sao được mà quên, đứa nào không dám thì là rùa rụt đầu." Ông Linh nhìn cả ba thằng choai choai đang thách thức nhau mà cười vang. Ba đứa nhỏ này xin vào cho ông làm cũng đã lâu, ông coi tụi nó như người nhà, vì bản thân ông cũng chỉ sống thui thủi một mình. Trong nhà có thêm ba đứa trẻ tinh nghịch như vậy cũng khiến ông lão thấy thú vị và ấm áp hơn nhiều. Tối hôm đó, sau khi xong việc ở quán ông Linh, cả ba thằng chào người chủ rồi cùng nhau chạy xe về một hướng. Chẳng mấy chốc ba đứa nó đã tiến về vùng ven thành phố, rẽ vào một con đường bê tông rồi chạy tiếp, đi ngang qua một ngôi chùa có tên là Trúc Nghiêm. Ba thằng nhóc vậy mà đang tiến thẳng về ngôi nhà có ma kia, nơi mà gần 20 năm trước có 7 mạng người nằm lại nơi đó. Dừng lại trước cánh cổng sắt đã hoen ố rỉ sét, bên trong là khu đất với vườn cây tùm mọc loạn xạ. Chính giữa là căn nhà 2 tầng lầu đang nằm im lìm. Nhìn vào, bất giác cả bọn hơi ớn lạnh. Dù nhà dân xung quanh lúc này vẫn còn sáng đèn, thế nhưng những ánh sáng ấy cứ như không thể vươn tới được đây vậy. Từ bên trong vo ve phát ra tiếng côn trùng ré lên từng đợt một. Ba thằng lấy ra mấy cây đèn pin đã chuẩn bị sẵn, hãy nhìn hai thằng bạn mà nhỏ tiếng nói: "Kế hoạch đêm nay, khám phá ngôi nhà ma. Đứa nào không dám vào, đứa nào bỏ chạy trước là rùa rụt cổ. Ok chưa?" Hai thằng còn lại ra dấu đồng ý. Tuổi trẻ là vậy, nơi nào có tin đồn ma quái thì cũng chính là nơi thi gan của mấy đứa mới lớn. Xem so kè coi ai dũng cảm hơn. Ba đứa nó đêm nay cũng chính là tổ chức một cuộc thi gan như vậy. Bất chấp những tin đồn nguy hiểm đã được cảnh báo, tụi nó đều đã bỏ ngoài tai cả rồi. Tiếng cổng sắt với bản lề đã khô dầu mỡ vang lên, nghe rin rít khô khốc. Ba thằng nhỏ rón rén như ăn trộm, dựa sát nhau đi vào trong nhà. Càng đến gần, nhìn căn nhà càng thêm âm u tĩnh mịch, một sự yên tĩnh rất đáng sợ. Bên trong tối thui tối mù, nhưng trong mắt ba đứa nhỏ thì luôn có cảm giác có thứ gì đó đang chừng mắt hướng về phía tụi nó vậy. "Sao mày run quá vậy Quân? Nhát can vậy hả?"
nhát nhát cái đầu mày. Mày tự soi lại cái mặt mày đi, tái mét không còn chút máu kìa. Ba thằng nhóc đều run rẩy, chống ngực đập liên hồi, nhưng không ai muốn là kẻ đưa ra câu rút lui đầu tiên cả. Thế là kèn cửa nhau tiếp tục đi tới. Mấy giây sau đã đến trước cánh cửa nhà chính. Chúng đưa mắt nhìn nhau, nốt nước bọt đánh ực một cái rồi mở ra. Cánh cửa không khóa, cứ thế bị tụi nó đẩy ra dễ dàng. Ánh đèn pin xoay múa theo từng bước chân run rẩy nơi bục cửa. Khi đã vào trong theo hướng của ánh đèn, có thể thấy đây là một căn phòng khá rộng, nội thất không có gì nhiều cả. Chỉ có đôi ba cái bàn ghế. Trên tường có một bức tranh cũ mềm đã bám màng nhện. Lìa đèn pin nhiều vòng, cả ba thằng từ từ an tâm hơn. Có cái gì đâu chứ, rõ ràng chỉ là tin đồn thổi thôi, cũng không có đáng sợ như tụi nó tưởng tượng ra. Nè, làm gì vỗ vai ta mãi thế? Thằng Hải chợt cau mày khó chịu nói. Nãy giờ không biết đứa nào cứ đưa tay vỗ vỗ lên vai của nó, có lúc thì còn bấu chặt. Nhưng Hải vừa nói xong thì cũng chết lặng. Nó thấy rõ ánh sáng từ hai cái đèn pin trong tay hai đứa bạn đang cách thân mình một đoạn dài, nghĩa là Thành và Quân đang không ở cạnh nó. Thế là tay của ai đang đặt lên vai nó vậy? Hải tím hết mặt mũi, lìa đèn chiếu ngược ra sau đầu. Thằng Hải rú lên khiếp đảm, ngã ngồi ra đất, nó trườn lùi ra sau. Vừa nãy, ánh đèn pin soi rõ một cảnh tượng kinh hoàng. Phía sau lưng nó là một khuôn mặt trắng toát, hình thù nữ nhân. Mái tóc đen rối bù, hai mắt chỉ là hai cái hố lõm sâu đen ngòm, một miệng đầy máu đang chảy nhễu ra. Cái miệng đó đang hướng về phía mặt nó mà nở ra cái cười quỷ dị, rộng ngoác ra. Sao thế thằng kia? Có chuyện gì mà la hú hồn vậy hả? Quân và Thành theo ánh sáng mà chạy lại, đỡ thằng bạn lên. Lúc này toàn thân Hải run lẩy bẩy không tự chủ. Hai hàm răng nó và đập vào nhau cành cạch liên hồi, mồm lắp bắp từng chữ một. Ma, có ma. Ma, cái đầu mày đó, mày làm sao vậy? Trên đời này làm gì có... Thằng Thành vừa chưa dứt câu thì khắp phòng đột ngột vang lên tiếng cười ma quái. Thành âm lành lành vang dội như từ cõi xa xôi vọng về, vừa rõ ràng vừa như mơ hồ, lạnh lẽo vô cùng. Ba thằng lại được phen la hét sợ hãi, hoàng hồn ôm chặt lấy nhau như tìm chỗ dựa. Chúng toàn bỏ chạy ra cửa thì hai lá cửa chính không gió không người chạm vào, thế mà đột ngột đóng mạnh lại, phát ra tiếng động kinh tâm. Ba thằng thì càng khiếp vía hơn, đường lui của bọn nó đã bị chặn rồi. Tiếng cười ma mị của người phụ nữ lại vang lên. Không ai xa lạ, chính là linh hồn của bà Ngọc đang ngủ trong bức tranh da người kia. Gần 20 năm qua, người đàn bà tội nghiệp bị giam giữ trong đó, không cách nào siêu sinh được. Xung quanh ba đứa nhóc, linh hồn bà ta bay vòng vèo qua lại, lúc ẩn lúc hiện, lúc cười lúc khóc, lúc lại gầm gừ đe dọa. Lũ nhóc đã sợ đến hồn bay phách lạc, tự khuỵu xuống tại chỗ, vẫn ôm nhau run lên từng đợt kinh hoàng. Vòng linh kia dừng lại, thôi không bay vòng quanh nữa, mà từ từ hiện ra trước mặt lũ thanh niên. Trên thân vong hồn là một bộ áo quần nhàu nách rách bươm, phần lưng tả tơi với nội tạng cơ thịt bên trong, mất đi một lớp da hình vuông, máu me bè bét khắp cả cơ thể. Mái tóc đen dài rối bù, nhân diện đáng sợ, cặp mắt đã bị móc ra, miệng đầy răng nanh nhễu ra máu đen ngòm. Phần cổ lủng lẳng qua về, thấy rõ một nhát chém ngọt xớt lòi ra cả xương bên trong. Khuôn mặt trắng bệch như nến sáp kia áp từ từ đến chỗ ba thằng bé. Bà Ngọc chết không siêu thoát, oán hận sâu dày, đã hóa quỷ từ lâu rồi. Hải và Thành lúc này đã muốn đứng tim. Hai thằng thấy trước mặt tối đen lại, đồng loạt ngã ngửa ra sau bất tỉnh. Quần cũng có cảm giác tương tự. Nó sắp ngất đi thì đột nhiên có một sự lạnh giá đỉnh điểm truyền vào khắp cơ thể nó, làm nó rùng mình thanh tỉnh lại. Còn quỷ nữ trước mặt lúc này cũng dừng bước, không áp sát thằng nhỏ nữa, mà nghiêng nghiêng đầu như đang hoài nghi. Vừa nãy chính là nó đã chuyển âm khí rất nhỏ vào thân thằng bé, giữ cho nó thanh tỉnh không bị ngất xỉu. Quỷ nữ cất cái giọng the thé đáng sợ mà hỏi. Nhóc con, mày tên gì? Tên Quân. Đừng tới đây. Khi nghe đến cái tên này, hồn quỷ nữ đột nhiên rúng động như bị kích thích và chút thất vọng.
thấy thằng nhỏ đang run rẩy cố bỏ trườn lui ra sau, con nữ quỷ thế mà tự động lùi lại. Như thể không muốn làm cho thằng bé sợ hãi. Rồi nó lại hỏi, nhưng lần này trong thanh âm ma mị kia lại có chút run run. Mày, cha mẹ mày, cha mẹ mày tên gì? Thằng Quân thấy nữ quỷ không áp sát mình nữa thì cũng bớt sợ hơn một tí. Nó cảm thấy lạ. Ngoài sợ hãi ra khi đối mặt với vong hồn nữ quỷ nhân diện xấu xí này, tìm nó thế mà đập loạn đi một nhịp. Không phải đập loạn kiểu hoảng sợ, là một kiểu tình cảm gì đó rất khó diễn tả. Nó lắp bắp, Cha tôi mất sớm, Mẹ tôi tên là Hai. Bà Hai sao? Con nữ quỷ lặp lại cái tên thằng bé vừa nói với vẻ kích động vô cùng. Một lát sau nó quay đầu nhìn sang hai thằng nhóc đang nằm bất tỉnh kia mà nói, có muốn sống không? Có muốn bạn bè mày được sống không? Quân gật đầu lia lịa. Nó cũng thấy lạ, không hiểu sao chỉ qua mấy phút mà nó không còn cảm thấy sợ hãi với nữ quỷ trước mặt nữa. Nữ quỷ gật đầu, thanh âm lại lanh lảnh vang lên, gỡ bức tranh kia xuống, luôn mang theo bên mình. Câu nói của quỷ nữ cứ vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu của Quân. Đôi mắt nó từ từ khép hở, vẻ mặt dại ra, rồi lững thững đứng dậy, tiến về nơi bức tường gỡ bức tranh ra người xuống, vòng hai tay ôm lại trước ngực. Xong xuôi, lảo đảo đi ra nơi bục cửa ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra khoảng sân với vẻ thẫn thờ vô hồn. Hồn bà Ngọc quay sang nhìn hai thằng bé nằm trên sàn nhà một chút, hốc mắt trống rỗng kia phát ra mấy tia sáng nhỏ, sau đó toàn thân bà ta biến mất. Chỉ chốc lát sau, hai thằng Hải và Thành đã tỉnh lại ngay. Chúng ngơ ngác nhìn nhau mấy giây, rồi như đã nhớ lại hết cảnh gặp quỷ. Chúng kinh sợ la lên, nhìn ráo rác xung quanh. Khi thấy cả căn phòng không có gì đáng sợ, hai đứa mới lồm cồm bỏ dậy, chạy ra cửa lôi kéo thằng Quân cùng chạy ra ngoài. Bị tụi bạn kéo đi, Quân cũng đứng dậy chạy theo với ánh mắt vô hồn. Rồi nó cũng leo lên xe, đặt bức tranh ở trước rồi lái xe đi một cách bình thường. Chỉ duy nhất có một điểm là nó không nói với ai một câu nào cả, cứ im lìm cho xe chạy đi, như thể bị ai điều khiển cơ thể vậy. Hải và Thành do quá sợ hãi cũng không để ý đến sự khác lạ của Quân, cho rằng nó sợ quá nên mới bị vậy thôi. Khi đã đến chỗ đường lộ, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thêm một đoạn, cả bọn tách nhau ra. Hai đứa kia ở nhà trong thành phố, còn Quân thì về ký túc xá sinh viên. Sáng hôm sau, như thường lệ, Hải và Thành đến sớm quét dọn, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới tại quán cà phê của ông Linh. Khi xong việc, chúng tụm lại to nhỏ bàn về chuyện đêm qua, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Từ nay có cho vàng, bọn nó cũng không dám đi chiêu ma ghẹo quỷ nữa. Một lần đã đủ tợn tới già rồi. Và tính ra chúng cũng cao số thật, bởi lẽ bình thường gặp ma đã khổ, gặp quỷ còn nguy hiểm hơn. Thế mà ba thằng lõi vẫn còn an toàn quay về được nhà. Lúc hai đứa túm tụm trò chuyện thì đúng lúc ông Linh từ trong nhà đi ra. Ngay khi ngang qua cả hai đứa, người đàn ông già khẽ khựng lại, nhíu mày nghi hoặc nhìn hai thằng nhỏ. Trong mắt ông ta, trước mặt không chỉ có hình ảnh hai thằng nhóc, mà xung quanh thân thể tụi nó còn có vài tia quỷ khí mỏng manh bay lượn. Người chủ quán cà phê này thế mà có thể trông thấy những thứ không sạch sẽ. Ông Linh lẩm bẩm. Mấy thằng ôn con tinh nghịch này, đêm qua đi phá phách ở đâu mà đụng chạm người âm thế này. Mày không sao đấy nhá. Ôi thật là, cái lũ nghịch ngợm mà. Sau khi xác định cả hai thằng nhóc không có việc gì, cũng không bị vong hồn đeo bám, ông chủ quán cà phê mới yên tâm tiến lại chỗ làm việc, bắt đầu dọn ra ly tách và những dụng cụ cần thiết cho một ngày làm việc mới. Lúc này trước cổng quán, Quân cũng vừa cập xe vào bên tường con hẻm. Trên vai mang ba lô, phần trước chở theo bức tranh da người đêm qua, lấy ở ngôi nhà ma kia. Sáng nay thức dậy, thằng nhỏ cũng đã nhớ lại tất cả, cũng kinh hãi khi phát hiện ra tay mình đang ôm chầm bức tranh kia mà nằm ngủ. Nếu nó mà biết bức tranh này làm từ lớp da lưng của một người phụ nữ bị lột sống, chắc nó sẽ bất tỉnh ngay lập tức. Quân lấy làm kỳ lạ lắm, với bức tranh này cùng với con quỷ nữ đêm qua,
thế mà nó chỉ cảm thấy một tí sợ hãi mà thôi. Còn lại là một cảm giác thân thiết khác không rõ ràng, không nói thành lời được. Nhớ lại lời dặn đêm đó, sợ con nữ quỷ hại bạn mình. Thế là thằng Quân cũng không vứt bức tranh đi mà giữ lại bên người. Sáng nay nó đến quán là để chào từ biệt hai đứa bạn, chào chú Linh để về quê thăm mẹ. Bức tranh kia thằng bé cũng muốn đem theo cùng luôn. Từ xa, ông Linh vui vẻ khi thấy bóng dáng thằng nhóc. Trong ba thằng bé thì Quân là đứa mà ông yêu quý nhất. Chợt đôi mắt sắc bén kia nheo lại, nhìn chừng chừng vào bức tranh đặt trước xe của thằng nhỏ. Người chủ quán gọi với ra hai thằng Hải và Thành trước mặt. Thằng Hải vào nhà trong, lấy phần quà chú đặt sẵn ở trên bàn giao cho thằng Quân nhé. Nhắn với nó cho chú gửi lời hỏi thăm gia đình luôn. Chú đau bụng quá không nhịn nổi, phải đi vệ sinh đây. Tụi mày chào nó hộ chú nhé. Nói xong, người chủ quán quay lưng đi nhanh vào trong toilet xây gần đó. Bộ dáng hấp tấp như thể đang chạy trốn. Dường như bức tranh kia làm cho ông ta bất an. Có lẽ ông ấy đã phát hiện ra bên trong có một con oán quỷ rồi. Quân bước vào sân, ba thằng bạn tụm lại cảm thán chuyện đêm qua, may mắn an toàn rời khỏi ngôi nhà ma. Quân cũng không kể gì đến chuyện con quỷ và bức tranh. Nghe nói chú Linh đã vào nhà vệ sinh, thằng Quân cười hề hề, cầm lấy phần quà mà người chủ tốt bụng đã chuẩn bị sẵn cho mình. Đoạn chia tay lũ bạn mà rời đi. Cả bốn người đã quá thân nhau, làm việc chung hơn mấy năm liền, nên vài chuyện xã giao khách sáo cũng không cần thiết. Thằng nhóc quay xe rời đi mực một lúc thì ông Linh cũng bước ra từ nhà vệ sinh, quay trở lại chỗ bàn làm việc. Khi thằng Hải chạy lại đọc món uống của hai người khách vừa ghé quán cho ông Linh làm, thì người chủ già chợt hỏi. Nè Hải, con có biết quê của thằng Quân ở đâu không? Quân lúc này vẫn đang ung dung chạy xe về quê. Tuy nói là hồi hương, thế nhưng quê hương của thằng bé là ngôi làng cũng chỉ nằm cách khá xa thành phố mà thôi. Chạy xe tầm hơn một tiếng là về tới nơi. Xe đang bon bon thì thằng bé hoảng hồn đạp thắng. Lúc này ở trước đầu xe có một người từ đâu chạy ngang qua đường, đánh két một tiếng. Quân thắng gấp, may mà cậu ta chạy với tốc độ vừa phải, chứ nếu không cả người cả xe chắc phải bị ném đi xa rồi. Hai chân chống đất, Quân từ từ mở mắt ra xem người mình tông trúng như thế nào rồi. Nhưng kỳ lạ thay, trước mặt không có ai cả, vừa nãy cũng không có cảm giác đầu xe va chạm vào cái gì hết. Còn đang phân vân kỳ quái thì bà Quỳnh, tìm bà Quỳnh đi con. Một giọng nói ôn tồn ngân khẽ bên tai thằng bé khiến nó hoảng hồn. Quay đầu nhìn sang thì thấy bên cạnh đã có một ông lão đứng kế từ bao giờ. Người lão niên này râu tóc bạc trắng, vẻ mặt hốc hác phờ phạc, người ốm o, thân mang một bộ vest tông đen, quần tây, mang giày trông khá lịch sự. Quân ngạc nhiên hỏi lại. Ông nói gì cơ? Bà Quỳnh gì cơ? Đúng lúc này, từ bức tranh nơi trước xe phát ra tiếng cầm cừ man dại. Quân biết đó là tiếng cầm của quỷ nữ trong bức tranh kia. Trên bầu trời quang đãng trên cao, đột nhiên phát ra một tiếng sét đánh ầm ầm đinh tai. Chỉ khi quỷ nữ thôi không phát ra tiếng nữa thì tiếng sét mới ngừng lại. Quân quay qua bên cạnh nhìn lại thì cũng thấy ông lão kia đã đi đâu mất từ bao giờ. Tiếng còi xe từ phía sau vang lên làm cậu bé giật mình. Có người chạy vượt qua còn mắng sao lại đứng giữa đường cản trở như vậy. Quân vội gạt qua mọi thắc mắc sang một bên, nổ máy chạy đi tiếp. Đi thêm một đoạn thì thấy trước mặt có một đám đông đang bô quanh, là một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một xe ô tô đã móp hết cả phần đầu, phía đối diện là một chiếc xe máy nằm lăn lóc cách một đoạn xa, va chạm làm thân xe như sắp vỡ ra làm hai. Trên nền đường là một thân người nằm ngay đơ, máu me chảy đầy ra đất. Người này có vẻ như đã tử vong, đang được người dân bỏ trước đầu một bát cơm, cắm ba cây nhang. Một người trong đám đông đang chuẩn bị đắp chiếu phủ người cho nạn nhân. Tuy Quân không thể thấy mặt của người xấu số, nhưng cậu kinh hoàng nhận ra người đó mặc một bộ vest tông quần tây đi giày đen dài, nhọn đầu, người ốm o. Chính là ông lão mà cách đây ít phút cậu vừa gặp trên đường. Thế này là thế nào? Ma! Có ma! Quân cho xe đi chậm lại, nghĩ đến chuyện mình vừa gặp qua một vong hồn bị xe tông chết. Thằng nhỏ rùng mình. Một lúc sau, nhìn bức tranh trước đầu xe, thằng nhỏ tự trấn an lại bản thân.
bên cạnh cũng đang có một con quỷ còn gì. Chỉ là gặp thêm một con ma thôi mà, không sao cả. Giờ này Quân lại chuyển qua thắc mắc lời của hồn ma ông lão kia. Đi tìm cô Quỳnh nghĩa là sao? Có liên quan gì đến mình vậy chứ? Hay là hồn ma chết bất đắc kỳ tử kia chỉ nói lung tung như vậy thôi? Mang theo suy nghĩ này trên suốt đoạn đường, cuối cùng Quân cũng về đến vùng quê Thanh Bình. Phía trước đã là nhà của người mẹ kính yêu kia. Quân chạy xe vào cổng. Đây là một khu đất khá rộng với vườn cây ăn trái, tọa lạc giữa sân là căn nhà cấp 4 đơn sơ, đã bong chóc đi mấy lớp vôi vữa. Nhìn qua, kinh tế cũng không có vẻ gì là khá giả. Trong nhà đi ra một bà lão tuổi tầm 60, vẻ mặt phúc hậu, làn da nhăn nheo theo thời gian trôi qua. Bà cười hiền hậu. Cho con về rồi đó hả? Mẹ mong mày mãi đấy. Đây chính là bà Hai, mẹ của Quân. Nếu nhìn sơ qua thì hai người giống bà cháu hơn là mẹ con. Vì Quân còn nhỏ mà bà Hai thì lại quá lớn tuổi. Có lẽ là bà ấy lấy chồng muộn nên sinh ra đứa con trẻ thế. Quân vui vẻ chạy tới ôm lấy người mẹ già nua, lấy phần quà của ông Linh cùng phần quà tự mình mua đưa cho mẹ. Quân không biết lúc bà Hai đi ra thì bức tranh da người kia khẽ run rẩy một chút, dường như có một tiếng nức nghẹn phát ra. Hai mẹ con gặp nhau, mừng vui một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị bữa cơm. Tối hôm đó hai mẹ con trò chuyện một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Trời về khuya, bà Hai đang ngủ say thì chợt nghe bên tai tiếng gọi lanh lảnh. Chị Hai, dậy đi. Ai thế? Bà Hai mơ màng dụi mắt rồi hốt hoảng ngồi dậy dựa lưng vào tường run rẩy. Trước mặt bà là thân ảnh của nữ quỷ trong bức tranh da người. Hình tượng cặp mắt bị móc ra chỉ còn hai hốc sâu hoắm, phần cổ bị cắt và áo quần khắp thân, máu me be bét, làm cho bà lão ú ớ trong cổ họng, sợ hãi, không thể phát ra tiếng. Lúc bà Hai sắp ngất đi thì một hơi lạnh truyền vào thân làm cho lão bà tỉnh táo lại một chút. Còn quỷ nữ run run giọng mà nói. Chị Hai là em Ngọc đây, chị có nhớ em không? Bà Hai há mồm sửng sốt, sự sợ hãi thay vào bằng sự bàng hoàng cộng thêm một chút vui mừng. Nhân diện đáng sợ kia không làm cho bà ấy kinh hoàng nữa. Bà hét lên. Cô Ngọc, thật là cô sao? Tôi có nằm mơ không? Bà Hai toàn lao tới con quỷ như thể hiện niềm vui, thì quỷ nữ lùi lại, lắc đầu nói. Toàn thân em là âm khí, chỉ là người trần, chạm vào sẽ không tốt. Bà Hai lúc này nước mắt chảy ra lã chã, đau thương nhìn con nữ quỷ trước mặt. Bà chính là người giúp việc cho gia đình ông Thuận và bà Ngọc năm xưa. Trong cái đêm oan nghiệt mà tên Bằng dẫn đàn em đến bắt đi hai vợ chồng để giết sống, thì bà giúp việc này đã nhanh tay bế đứa bé con của hai người chạy đi, trốn thoát được một kiếp. Bà Hai sụt sùi khóc. Cô, sao cô lại ra nông nỗi này? Hai vợ chồng cô đều đã ra ma thế này cả sao? Thật là tên khốn kiếp mà, hắn đã làm gì vậy? Hồn nữ quỷ kể lại cho bà Hai nghe kiếp số của hai vợ chồng. Nghe đến chuyện cả hai bị giết sống như thế nào, bà lão run lên từng cơn, nức nghẹn, nước mắt lã chã. Năm xưa vợ chồng ông bà chủ sống nhân đức, tuy nói bà Hai là người giúp việc, nhưng họ đối xử không khác gì người trong nhà. Bà Hai với bà Ngọc khi còn sống cũng thân thiết như hai chị em ruột. Chần chừ một lúc, hồn nữ quỷ hỏi. Chị đã ở đây, nói vậy thằng Quân... Bà Hai gật gật đầu, đưa tay lau đi hai hàng lệ. Đúng rồi, là nó đó. Nó là thằng Hùng con của cô đó. Đêm xảy ra sự việc, tôi nghe tên ác nhân ấy nói sẽ cho người rình rập trước hai nhà nội ngoại của ông bà để bắt lấy chúng tôi. Nên tôi bế thằng bé chạy về quê trốn luôn cho đến bây giờ. Cũng thay đổi tên họ cho nó. Cũng không dám đi tìm hai nhà nội ngoại của thằng bé, sợ có chuyện không hay. Rồi mà bị bắt đi thì... Biết Quân là đứa con năm xưa còn nhỏ dại của mình, hồn nữ quỷ run lên từng đợt vì xúc động. Thảo nào đêm đó lúc đến gần thằng nhỏ, dám cả gan vào nhà ma mà khám phá. Nữ quỷ đã thấy giữa mình và nó có một sợi dây liên kết vô hình. Tuy đã đoán ra chuyện gì, nhưng hôm nay có lời của bà Hai nói ra mới dám khẳng định chắc chắn. Nữ quỷ gật đầu nói.
Chị làm vậy là đúng. Giờ tên bằng khốn kiếp kia mất tích rồi, như vậy càng nguy hiểm hơn. Chị và Quân là nhân chứng của vụ án đó, hắn sẽ không bỏ qua đâu. May mà chị và cháu luôn trốn không lộ mặt. Em thật là mang ơn chị quá, đã giữ được mạng sống cho con trai của em. Bà Hai xua tay. Cô nói vậy thì xem chị là người ngoài rồi. Hồi đó hai vợ chồng cô bận bịu công việc, thằng nhỏ cũng là một tay tôi chăm sóc. Tôi sớm đã xem nó là con. Mấy tên lưu manh năm đó đều đã chết cả. Mối thù này giờ chỉ còn tên mập phó giám đốc Triệu và tên bằng kia là còn nhởn nhơ thôi. Nữ quỷ bỗng cười lên khanh khách khoái trá. Chị sai rồi, chỉ còn tên bằng thôi. Còn thằng mập Triệu kia, hắn chết rồi. Hả? Hắn chết rồi sao? Chết bao giờ? Vì sao mà chết? Em giết hắn ư? Nữ quỷ lắc đầu. Tuy em oán khí nặng nề mà hóa quỷ, thật cũng đã có lúc muốn giết người, nâng cao thực lực mà đấu với tên bằng khốn nạn kia. Nhưng thời gian em ngủ ở ngôi nhà đó, sư thầy trụ trì chùa Trúc Nghiêm ở gần đã đến khuyên giải hóa độ. Sư còn nói tuy em đã hóa quỷ, nhưng duyên trần chưa dứt, sau này sẽ được gặp lại con trai, nên em mới kiên nhẫn chờ đợi được đến bây giờ. Tên Triệu không phải do em giết. Trên đường về đây, em đã thấy xác hắn trên đường là bị xe tông chết. Bà Hai cũng nắm chặt hai tay, thều thào. Chết rồi sao? Chết đã đáng đời. Hắn cũng là ác nhân, phải chịu quả báo. Nữ quỷ nói ra nghi hoặc của mình. Em chỉ thấy lạ là tại sao hắn xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa sau khi chết, hồn của hắn còn tiếp cận thằng Quân để nhắn nhủ tìm một người nào đó, có tên là cô Quỳnh. Quỳnh sao? Cô Quỳnh? Cô Quỳnh là pháp sư có tiếng ở làng này đó. Nghe người chị nói thế, nữ quỷ như sáng tỏ điều gì, gật đầu. Đó là tên của một bà thầy pháp sao? Em hiểu rồi, hiểu rồi. Tên Triệu là về làng này tìm người thầy pháp đó để đấu với tên bằng. Nên tuy chết rồi, tâm niệm đó vẫn còn. Đúng như quỷ hồn bà Ngọc suy đoán, tên Triệu đó về đây là để tìm pháp sư tên Quỳnh kia, hòng chống lại tên gian ác vốn đã bị xem là mất tích. Số là cách đây không lâu, tên Triệu đã vô tình trông thấy tên bằng đó xuất hiện trong thành phố. Hắn rất hốt hoảng lo sợ. Hắn sợ sự cố năm xưa làm hắn mất đi sự nghiệp. Vì qua điều tra sổ sách, hắn đã bị công ty vạch trần ra những việc làm ăn chặn sai trái, bị đuổi việc. Công an cũng liệt hắn và đối tượng cần theo dõi vì có quan hệ với tên quản lý bằng. Chưa biết rõ ràng nhất bằng là kẻ gian ác như thế nào. Tội ác năm xưa chỉ còn vài người biết. Để che giấu tội lỗi, tên bằng chắc chắn sẽ giết đi hắn. Giờ tên quản lý ấy xuất hiện rồi, thì chuyện hắn bị khử để bịt đầu mối cũng không còn xa. Thế là nhớ lại ngày đó, pháp sư Quỳnh là sư muội của tên bằng, có pháp lực ngang ngửa đối phương, từng làm cho gã ta phải khốn đốn. Thế là Triệu cất công tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng biết địa chỉ, mò về đây hòng tìm gặp. Nhưng mạng số đã tận, dọc đường về đây thì gặp tai nạn giao thông, chết trong đau đớn tột cùng. Người đã ra ma, vạn sự tự thông, nhận biết trước mặt là đứa bé cùng bức tranh quỷ ấy. Linh hồn tên Triệu đã tiến lại nhắc nhở Quân đi tìm cô Quỳnh. Nhưng Triệu đã bị hồn nữ quỷ đuổi đi. Nếu không phải là thiên lôi nổ sét cảnh cáo, có lẽ bà Ngọc đã lao ra xé nát linh hồn của tên phó giám đốc ấy rồi. Dù sao hắn cũng đã chết thảm, coi như là đền tội cho những việc năm xưa. Bà Ngọc cũng buông tha. Bà Hai lúc này hoảng sợ. Em nói gì? Đấu với tên bằng? Chẳng lẽ... Nữ quỷ gật đầu, hai hốc mắt phát ra những tia sáng hung dữ. Không sai, tên bằng khốn kiếp đó mấy năm trước đã về lại thành phố này. Nhưng hắn không lộ diện, cũng không quay về ngôi nhà ấy. Pháp trận trên bức tranh giam giữ em là do một tay hắn bày phép. Nên khi hắn vừa về lại thì em cảm nhận được ngay. Hắn tuy quay về nhưng mấy năm liền không xuất hiện thì càng đáng sợ. Không biết lại đang âm mưu quỷ kế gì. Bà Hai đưa tay vỗ vỗ ngực. Cái tên quản lý ngày ấy luôn là nỗi khiếp sợ của bà lão. Bà thều thào.
Tên ác ổn đó lại tính làm gì gây hại cho chúng ta sao? Mà em yên tâm đi, chị và thằng nhỏ trốn ở đây chắc hắn không biết, cũng đã bao nhiêu năm rồi còn gì. Còn hai nhà nội ngoại của em cũng đã dọn đi sau khi tuyệt vọng không tìm được hai vợ chồng. Giờ chị không biết họ đi đâu, ở đâu. Quỷ hồn bà Ngọc cũng buồn bã. Mong cho họ được bình an, giờ em cũng chỉ biết ở bên cạnh bảo vệ đứa con trai. Nhưng thực sự, nếu mà phải đụng độ tên bằng thật thì em cũng không làm gì được hắn. Có khi em bị đánh tan hồn phách, còn thằng nhỏ cũng phải mất mạng trong tay hắn thôi. Một người một quỷ nhìn nhau lo lắng. Vừa mới đoàn tụ thì đã hay tin kẻ thù cũng đã quay về. Hai người phụ nữ khốn khổ không biết phải làm sao. Cứ thế một đêm trôi qua trong lo lắng mệt mỏi. Sáng hôm sau, Quân ngủ một giấc ngon lành nên dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con, tiện thể tạt qua một quán cà phê gần chợ để uống một ly theo thói quen. Đang ngồi khuấy đều tách cà phê đen, chợt Quân tròn mắt khi thấy cách đó mấy bàn đang có một lão niên ngồi nhâm nhi tách trà nóng, bộ dáng quen thuộc. Chính là ông Linh, ông chủ quán cà phê trên phố của mình. Quân mừng rỡ mang ly cà phê đang khuấy dở, chạy lại bàn của ông ta mà cười nói hân hoan. Ôi chú Linh, sao chú lại ở đây? Ông Linh cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu, liền kéo ghế cho Quân ngồi xuống rồi cười nói. Chú với chủ quán cà phê này là chỗ quen biết, về đây bàn việc làm ăn. Mà con ở đây, nghĩa là đây chính là quê của con đó hả? Quân tươi cười nói. Dạ, nhà con ở gần đây, khi nào chú xong việc thì về nhà con chơi ạ. Thật là tình cờ quá mà. Ông Linh gật đầu đồng ý, nói rằng bàn xong việc sẽ gọi điện cho cậu để cậu dẫn về nhà gặp mẹ. Quân không biết, ông Linh lúc này nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt lo lắng nghiêm trọng. Ông tự nhủ. Quỷ khí quấn thân thằng bé này, xem ra con quỷ trong bức tranh kia đang bám theo nó. Tội nghiệp, nữ quỷ kia đang tính làm gì vậy? Phải mau chóng đuổi con nữ quỷ đó rồi xa khỏi thằng bé. Hiển nhiên chuyện ông Linh về đây gặp bạn để bàn chuyện làm ăn là giả. Sau khi hỏi thăm qua quê của Quân từ trong miệng đứa bạn thân cậu ta, thì ông Linh cố tình về đây tìm gặp. Ông giấu chuyện mình biết đạo thuật, có khả năng nhìn thấy vong hồn. Hôm trông thấy bức tranh đã nhận ra điều khác lạ nên tránh mặt đi. Ông không yên tâm khi đứa cháu này bị quỷ bám theo, liền tìm về đây muốn tìm cách đuổi quỷ, xua tà cho cậu nhóc. Xong tách cà phê, hai người cũng chia tay. Quân quay về nhà để dùng bữa sáng với bà hai. Cậu bé không biết ông Linh vẫn luôn ở một nơi gần đó, lặng lẽ quan sát canh chừng an nguy cho mình. Tối hôm đó, nữ quỷ lại hiện ra trong phòng bà hai, lúc còn đang bàn nhau dự định sắp tới để đảm bảo an toàn cho thằng bé. Thì rầm, cánh cửa phòng bà hai bật mở. Quân tiến nhanh vào, che trước người bà hai mà nhìn nữ quỷ nói. Bà muốn làm gì mẹ tôi? Không được hại bà ấy. Căn nhà khá nhỏ nên mấy tiếng nói chuyện ở bên trong cũng lọt ra ngoài. Quân nghe động nên chạy sang, thấy hồn nữ quỷ đứng đối diện với mẹ mình thì hoảng hồn, vội lao ra bảo vệ. Hồn quỷ của bà Ngọc hơi run run, đưa cái đầu có làn da trắng bệch với hai hốc mắt sâu mà nhìn thằng bé, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Quân càng bất ngờ hơn khi từ sau lưng bà hai quát. Con không được vô lễ với bà ấy. Đây là... Chị hai, đừng nói. Đừng nói cho nó. Ngọc à, nó lớn rồi, nó cần phải biết chuyện. Quân còn chưa hiểu chuyện gì thì bà hai đã kéo tay cho nó ngồi lên giường cạnh mình, rồi kể lại những chuyện xảy ra năm xưa. Thảm án hai vợ chồng cha mẹ ruột của Quân chết như thế nào, bà cùng cậu đã phải lẩn trốn ra sao. Quân nghe kể đến đâu, cả người sững sờ chết lặng đến đó. Thì ra nó không đơn thuần chỉ một thằng bé nhà nông chỉ có một bà mẹ, mà nghiệt duyên oan trái bên ngoài kia lại kỳ bí và bi thảm đến thế. Thực ra Quân không bất ngờ khi biết mình là con nuôi. Càng lớn nó càng hiểu chuyện, cũng thấy mình và bà hai quá chênh lệch tuổi tác, cũng tìm hiểu qua bà hai sống đơn thân, chưa ai thấy bà ấy mang thai. Quân cũng là một tay bà mang về đây rồi ở lại hẳn, không lên về thành phố nữa. Nó nghĩ chắc bà ấy thương tình nhặt mình về từ đâu đó, rồi nuôi lớn,
nên vừa mang ơn vừa kính trọng, cũng không đi làm rõ chân tướng. Nhưng giờ nghe hết cố sự, hóa ra cha mẹ mình lại chết thảm đến thế. Còn trước mặt hiện tại lại là một bà mẹ ruột đã hóa quỷ. Thảo nào Quân cảm thấy rất lạ khi tiếp xúc với hồn nữ này. Kinh sợ thì ít mà thấy thân thiết thì nhiều, bản thân cũng không quá sợ hãi. Quân đưa mắt nhìn hồn nữ trước mắt, quỷ hồn bà Ngọc đứng lặng ở đó. Hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm kia chảy ra hai hàng huyết lệ, run run không dám nhận con. Quân vừa khóc vừa đứng dậy nói: Bà Mẹ ơi. Hồn nữ quỷ hoảng hốt lùi lại, thành âm buồn bã: Con đừng lại gần mẹ. Mẹ đã là quỷ, con là người trần, tiếp xúc với mẹ sẽ không tốt cho con. Con của mẹ. Quân cứ tiến lại bước nào thì nữ quỷ lại lùi ra sau tránh né bước ấy, kiên quyết không để con trai mình lây nhiễm âm khí. Bà hai ngồi trên giường khóc như mưa. Hai mẹ con nhận nhau nhưng đã là cảnh âm dương cách biệt. Tuy đứng kế bên nhau nhưng không thể lại gần ôm ấp, thậm chí chạm vào nhau để cảm nhận chút hơi ấm cũng không thể được nữa. Gần 20 năm xa cách, đây là cái nghiệt gì mà hai mẹ con họ lúc gặp lại nhau phải chịu cảnh như thế này đây kia chứ. Quân òa khóc, quỳ xuống dập đầu trước nữ quỷ, rồi quay sang bà hai mà lu loa: Mẹ hai, con phải làm gì đây? Con phải làm gì để trả thù đây? Con muốn trả thù cho cha, cho mẹ ruột của mình. Bà hai lau nước mắt cho thằng bé mà nói: Đồ ranh con này, nói tầm bậy cái gì đó. Trả thù cái gì? Mày chỉ cần được an toàn là tao vui rồi. Mà đừng có gọi tao là mẹ nữa, tao chỉ là... Không, mẹ cũng là mẹ của con. Quân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngập tràn lệ nóng đó, ánh mắt kiên quyết vô cùng, khẳng định rõ vị trí của bà hai trong lòng nó. Nữ quỷ cũng nói: Thằng bé nó nói không sai, chị cũng là mẹ nó. Mạng của con em là do chị cứu, một tay chị chăm sóc. Tiếng gọi mẹ này xin chị nhận cho. Bà hai cảm động ôm thằng nhỏ mà khóc tợn. Hồn quỷ bà Ngọc cũng huyết lệ tuôn rơi. Tình cảm càng lớn thì lo lắng càng nhiều. Sắp tới nữ quỷ cũng không biết phải làm sao cho con trai mình an toàn đây. Tên ác nhân bằng kia đã trốn trong bóng tối. Một khi hắn xuất hiện thì chẳng ai cứu được hai mẹ con bà cả. Nhà sư chùa Trúc Nghiêm kia nói: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng công minh. Nhưng trước mắt bà phải làm sao đây? Không lẽ ngồi bị động chờ nhân quả công minh tìm tới đền bù cho hay sao? Khóc lóc mệt mỏi, bà hai buông đứa con trai nuôi ra rồi nói: Cứ lẩn trốn cũng không phải là cách. Ngày mai chị định qua tìm cô Quỳnh đó Ngọc à. Cô ấy pháp lực cao minh, hẳn sẽ có cách cỡ rối cho chúng ta, bảo vệ cho chúng ta khỏi tay tên ác ôn kia. Thằng nhỏ còn phải quay lên phố học tập nữa. Không bắt tên bằng ấy trả giá đền tội thì thằng nhỏ cũng không dám đi tìm hai bên nội ngoại, nhớ đâu lại liên lụy. Quỷ hồn bà Ngọc gật đầu, cũng chỉ còn có cách ấy. Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong, hai mẹ con dẫn nhau đến giữa làng. Đây là nơi nhà bà thầy pháp tên Quỳnh kia cư ngụ. Bà ấy là thầy cúng có tiếng ở vùng này, cũng thường hay gieo quẻ đoán mệnh chính xác, nên tiếng tam vang xa lắm. Cả hai lấy số rồi ngồi chờ bên ngoài gian nhà. Xung quanh nhà là những cái trang thờ to lớn kỳ dị, khói nhang thắp lên nghi ngút tỏa ra xung quanh. Chờ mãi cũng đến lượt gọi, bà hai dẫn Quân vào trong. Bên trong là một gian phòng rộng lớn, chém chẽ ở giữa là một điện thờ hoành tráng, đặt tượng một vị thần nào đó, mặt mũi rất dữ tợn, có 6 cánh tay cầm vũ khí, tư thế như đang hăm dọa chuẩn bị tấn công. Dưới chân điện thờ được trải nhiều tấm chiếu đủ màu sắc, đời giữa có một người phụ nữ đang ngồi đó, tuổi tầm 45, tóc đen lẫn vài sợi bạc đan xen nhau. Bà ấy có làn da trắng, nhìn trẻ trung khá nhiều so với tuổi thật. Ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh, miệng cười mỉm chi rất tự tin. Đây chính là cô Quỳnh, vị thầy bói nổi tiếng ở vùng này. Cô ấy không ngừng quan sát hai người khách vừa vào. Khi thấy họ đã ngồi xuống đối diện, bà Quỳnh mở miệng, phát ra một giọng nói nửa trẻ trung, nửa già nua, khàn khàn kỳ lạ mà nói:
Thằng bé này khắp thân có âm khí bao bọc, tuy rất mỏng nhưng rõ ràng con quỷ bám theo cũng không tầm thường. Gia đình hai người là bị quỷ hại, muốn nhờ cô trừ quỷ hay sao? Thấy cô Quỳnh chỉ liếc sơ qua đã nhìn thấu phía sau, bảo có dính dáng đến hồn nữ quỷ, hai mẹ con thầm bội phục lắm. Bà hai run run nói: "Thưa cô, chuyện cũng không phải như thế, con quỷ đó cũng không hại chúng tôi. Thật ra chúng tôi bị một tên pháp sư tà ác tên Bằng ám hại." "Ồ, quỷ theo mà lại không hại sao? Thật là thú vị, mau kể cho cô nghe xem nào." Bà hai thật thà kể lại hết mọi chuyện. Cô Quỳnh nhíu mày khi càng nghe càng thấy chuyện nghiêm trọng. Một lúc sau gật gật đầu rồi nói: "Tên thầy pháp mà hai mẹ con nói tên là Bằng, nhà ven thành phố, là căn nhà ma có tiếng đó sao? Vậy là hai mẹ con không biết, tên Bằng đó chính là đồng môn của cô đây. Cô còn gọi hắn một tiếng sư huynh đó." Bà hai nghe đến đây thì hoảng hồn thất sắc, đưa hai tay ôm lấy thằng Quân. Bà lão thầm than xui xẻo, đi thỉnh thầy về để cứu mạng. Như thế nào lại tìm đúng sư muội của thủ phạm để nhờ ra tay vậy chứ? Không chừng tên Bằng chưa xuất hiện thì họ đã bị bà Quỳnh trước mặt này ra tay hại rồi. Như thể nhận ra ý nghĩ của đối phương, cô Quỳnh cười phá lên, xua xua tay nói: "Không cần sợ. Tuy hắn và cô là đồng môn, nhưng gã tà ác độc đã phạm quy môn, bị môn phái khai trừ. Hai chúng ta đã là tử địch của nhau từ lâu rồi. Năm đó cô cùng hắn đấu pháp, làm hắn vất vả thảm hại mà phải trốn biệt tâm biệt dạng. Giờ nhờ có hai mẹ con bà đến nói, cô mới biết hắn đã quay về. Âu, đây cũng là một cái duyên đã được ơn trên sắp đặt. Yên tâm đi, chuyện này cô nhận giúp cho." Hai mẹ con nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy phút trước còn tưởng đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nữa chứ. Cô Quỳnh trấn an thêm hai người trước mặt mấy câu rồi nói: "Bức tranh có hồn quỷ ngự trong nhà của hai người, bên trên đã làm phép của tên Bằng, nên nói không chừng hắn sẽ theo dấu vết mà tìm tới đó." Quân nghe vậy thì sửng sốt. Đó là nơi mẹ của cậu ta cư ngụ. Chất liệu trên đó còn là được làm ra từ tấm da lưng của người mẹ tội nghiệp ấy. Giờ cậu có thể làm sao đây chứ? Nếu bà thấy này mà bắt phải vứt bỏ thì cậu đâu thể làm được. Cô Quỳnh lại tiếp tục: "Tên Bằng còn chưa bị bắt thì vong linh trên đó sẽ chẳng bao giờ siêu thoát được. Cô lại không thể túc trực bên cạnh mà bảo vệ thằng nhỏ này. Như vậy đi, trước mắt thì cô sẽ phá phép của tên tà sư đó trước, để phòng hắn tìm tới. Việc còn lại là sắp xếp kế hoạch dụ hắn xuất hiện thôi. Hắn ở trong tối, cô cũng chịu không thể làm gì nếu hắn không có hành động. Yên tâm, chuyện trừ phản đồ là việc của cô. Cô cũng là thế thiên hành đạo, lần này cô không thu tiền hai mẹ con đâu." Bà hai nghe thế thì thầm thở phào. Vốn là cô Quỳnh thu tiền với giá rất cao, ai ai cũng biết. Bà lại là một nông dân nghèo, nên trước khi đến cũng đã bấm bụng muốn đi cầm cố ít tài sản chắt chiêu lâu nay để lo việc. Nay nghe cô không lấy tiền, ấy thì còn gì mừng hơn. Hai mẹ con thầm vui vẻ vì gặp được một người thầy cúng tốt bụng, coi trọng đạo lý, biết giúp người thế thiên hành đạo. Cô Quỳnh cười hiền lành, rút ra hai lá bùa màu vàng. Bên trên có những ký tự kỳ quái giống như con giun đang bò. Cô nói: "Bây giờ hai mẹ con đem mấy tờ bùa này về dán trước lên bức tranh, để ngăn cho tên tà sư kia không cảm ứng được trận pháp mà hắn bố trí trên đó. Phá phép không đơn giản, tối nay cô sẽ đích thân tới nhà mà gỡ phong ấn cho vong hồn tội nghiệp ấy cho." Hai mẹ con mừng húm, cầm bùa cảm tạ rồi cúi chào xin phép ra về trước, không quên hướng dẫn đường đi về nhà mình cho cô Quỳnh thật kỹ càng. Tuy chung xóm làng, nhưng cô ít ra ngoài nên cũng không nhớ rõ đường đến nhà bà hàng xóm này. Chờ bóng hai mẹ con đi khuất, cô Quỳnh thắp nhang, miệng lẩm bẩm thở dài: "Tên sư huynh độc ác xảo trá, cuối cùng cũng về lại rồi sao? Mà nghĩ cũng lạ, hắn bản tính hiếu sát, vậy mà quay về đã mấy năm lại không gây ra động tĩnh gì. Rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì đây?" Cô Quỳnh ngẩng mặt nhìn bức tượng to lớn, thầm tâm không ngừng suy đoán coi tên tà sư kia muốn giở trò gì. Phía trên cao, đầu của bức tượng vị thần hung dữ kia vẫn giữ vẻ hung hãn như sắp lao tới trước.
lúc này ở nhà của bà Hai. Nơi gian nhà chính, theo lời dặn của cô Quỳnh, bà Hai kéo ra đặt ở giữa nhà một cái bàn lớn, xếp vòng quanh bàn những ngọn nến nhỏ nhưng chưa đốt lên. Chờ đến tối cô Quỳnh mới tới làm lễ cúng. Bên trên đặt dựng bức tranh từ da lưng của bà Ngọc. Trước tranh bỏ một bát nhang bằng sứ to, hai bên để kèm hai hũ gạo. Những hạt gạo được lựa ra tỉ mỉ, to tròn trắng ngần. Phía phải còn kèm theo một cây dao Thái Lan mới mua, thân dao sắc bén vô cùng. Bà Hai khấn vái mấy câu rồi dùng hai lá bùa nhận từ chỗ bà thầy cúng, dán lên mặt tranh. Bùa vừa dán, Quân đứng ở cạnh đã thấy có sự lạ. Mối liên hệ máu mủ của nó và vong hồn trong tranh kia dường như đã bị chặt đứt ngay lập tức. Nghĩ đây là công năng của lá bùa nên Quân cũng không bận tâm. Thẩm phục bà thầy tài ba, chỉ một hai thao tác đã ngăn chặn được cảm ứng. Như vậy thì tên Bằng trong câu chuyện năm xưa kia hẳn sẽ không thể tìm được họ. Bước sắp tới khó khăn và nguy hiểm nhất chính là làm sao về lại thành phố để lén tìm cho ra tên Bằng kia và dụ hắn vào bẫy hòng trả mối thù năm cũ. Quan trọng nhất là bà Hai đã già không tiện lên thành phố. Quân lại không biết mặt mũi tên Bằng kia ra sao. Nếu nữ quỷ mẹ của cậu được giải phong ấn thì sẽ rất thuận tiện để hai mẹ con cùng nhau tìm kiếm tung tích kẻ thù ác đó. Thấm thoát, màn đêm cũng dần buông xuống. Hai mẹ con Quân đợi hoài đợi mãi, nhưng đến gần 11 giờ đêm, cô Quỳnh mới xuất hiện. Cô vui vẻ cười chào cả hai, nói rằng có việc bận nên đến trễ, lại thêm việc giải cứu hồn quỷ ra khỏi bức tranh là chuyện khó, nên phải làm lúc đêm hôm khuya khoắt, khi mà âm khí thịnh vượng nhất. Bà Hai vâng dạ, lấy ghế rồi rót nước mời khách. Cô Quỳnh xua tay tỏ ý không cần. Cô cười hiền mà nói: cô giúp gia đình vì một chữ nghĩa, làm thầy pháp mà, không cứu thế độ sanh thì sao xứng đáng với tông môn, với lương tâm chứ. Cô có một người sư huynh tệ hại như vậy, thật cũng xấu hổ lắm. Coi như là thay hắn ta trả bớt nợ nần cho gia đình vậy. Hai mẹ con cúi đầu cảm ơn lia lịa. Cô Quỳnh cũng không nói nhiều, liền tiến lại cái bàn ở giữa nhà, cúi đầu ngắm nghía thật kỹ bức tranh rồi mở miệng cảm thán: sư huynh đúng là một họa sĩ tài ba. Bức tranh này theo thời gian cũng đã trở thành tác phẩm nghệ thuật rồi. Ẩn ý sâu bên trong bức tranh, chà, thú vị lắm. Hồn của mẹ thằng bé cũng mạnh thật. Ẩn trong này thời gian dài cũng đã có tu vi. Chỉ là phong ấn trên này quá mạnh, muốn thoát ra thì còn cần thời gian lâu lắm mới làm được. Quân vội mở miệng khẩn thiết: con xin cô giải thoát cho mẹ con với. Cô Quỳnh xoa đầu Quân, cười gật đầu: con yên tâm, cô vốn nghĩ giải cứu cho mẹ của con sẽ mất 2-3 ngày. Nhưng xem xét lại bức tranh thì cô nghĩ chỉ cần một đêm nay là đủ rồi. Con cứ yên tâm chờ đi, mẹ của con sẽ được ta thả ra ngay đây. Từ nay về sau không còn bị giam cầm nữa, có thể đi theo con tùy thích mà không cần con phải giữ bức tranh bên mình. Quân sụt sùi, nước mắt ngắn dài: con cảm ơn cô. Dù gì tranh vẽ này cũng là một phần thân xác của mẹ con muốn được đem đi chôn cất. Ngoan, con là cậu bé ngoan. Nói xong cô Quỳnh bảo hai người lùi ra sau để mình làm lễ. Đèn nến được thắp cháy đều quanh bàn, bà nén nhang thơm được cắm vào bát sứ. Cô Quỳnh nhắm mắt bắt đầu tụng đọc chú ngữ. Lời chú trầm bổng ngân vang, giải điệu khó hiểu nhưng du dương như lời hát ru, rất êm tai. Tiếng cô vang lên đến đâu, hai lá bùa trên mặt bức tranh càng lúc càng rung động như thể bị gió lùa, nhưng thủy chung không rơi xuống. Rồi từ thân phủ tỏa ra những luồng sáng vàng tươi của linh lực, các luồng sáng từ từ bao bọc lấy bức tranh. Cô Quỳnh mở mắt ra, nở nụ cười nhẹ, rồi bốc hai bà nhúng gạo trong hũ đặt nơi bàn, vùng vẫy ra trước mặt bức tranh kia. Các ngón tay mảnh khảnh di động xếp các nhúng gạo ấy lại thành một mảng hình chữ nhật ngay ngắn. Các hạt gạo trắng tinh kia đột ngột chuyển sang màu xám cho, nhưng tốc độ biến màu khá chậm. Cô Quỳnh cười cười lẩm bẩm: còn muốn chống cự sao? Ngay lập tức, bà thầy pháp chụp lấy con dao sắc lẹm kia mà cắt nhẹ vào tay. Những dòng máu đỏ tươi trào ra. Cô Quỳnh nhanh chóng rải đều lên phần gạo đang biến màu kia. Vậy là từ màu xám cho
chúng chuyển sang nhuộm màu đỏ thẫm. Trong bức tranh chợt phát ra tiếng gào rú điên cuồng, chính là của hồn nữ quỷ kia tên Ngọc. Thành âm đau đớn vô cùng, như thể đang chịu hình phạt lăng trì vậy. Quần nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ thì sốt ruột lắm, nó lắp bắp: Cô ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ con làm sao vậy? Bà thầy Pháp chỉ liếc thằng bé một cái rồi bỏ qua, không trả lời. Quần lúc bị ánh nhìn ấy quét ngang thân thì chợt lạnh cả người. Ánh mắt đó sắc bén và tàn bạo, nào đâu còn là cái nhìn hiền hậu như cách đây ít phút nữa. Trên bề mặt bức tranh phun ra một cụm khí đen ngòm, quỷ khí dày đặc từ từ ngưng tụ ra thân ảnh của nữ quỷ. Nhưng thân hồn quỷ tên Ngọc lúc này bị kéo tứ chi ra hai bên, như thể đang bị một lực lượng vô hình kiềm hãm nắm giữ lại. Nữ quỷ há mồm kêu gào hung tợn, hàm răng nanh sắc lạnh nghiến lại đan chặt vào nhau. Hai hốc mắt đen ngòm trũng sâu lúc này phát ra những tia sáng đỏ ma mị, lại đầy phấn uất. Thấy có điều không ổn, Quân gầm lên: Mẹ, mẹ sao thế này? Bà kia, bà làm gì với mẹ tôi vậy? Cô Quỳnh lúc này chỉ khinh khỉnh nhìn thằng bé rồi lại nhìn quỷ nữ, khóe miệng kéo ra cái cười đắc ý. Khuôn mặt lúc này lộ ra vẻ gian xảo nồng đậm. Hồn bà Ngọc hét lên: Quân, chị hai, chạy mau, hai người bị con mụ này lừa rồi. Nữ quỷ vừa hét vừa vùng vẫy như muốn tránh thoát sức mạnh đang kiềm tỏa mình. Thế nhưng vô ích, càng giãy giụa bà càng kêu gào đau đớn. Thầy Pháp Quỳnh lúc này quay đầu nhìn hai mẹ con mà nói: Muốn chạy sao? Muộn rồi. Hai cánh cửa gỗ cổng chính đột ngột rầm rầm bị đóng sầm lại. Dù không ai chạm vào, triệt để ngăn cản đường lui của bà Hai và thằng Quân. Hai người cũng đồng lúc đó bị đè ngửa ra đất bởi một sức mạnh thô bạo vô hình. Sau lưng họ từ từ hiện ra hai hồn ma áo trắng, vẻ mặt xanh xao hốc hác, toàn thân biến dạng, đầy máu mủ và xương sầu. Chúng đang dùng những cánh tay khẳng khiu đầy xương nhọn đâm ra tua tủa mà đè ép hai mẹ con xuống sàn nhà. Đây chính là hai quỷ binh mà bà thầy Pháp Quỳnh kia mang theo, đã cho tiềm phục sẵn bên cạnh hai người. Bà Hai hoảng hồn khi nhận ra con âm binh đang khống chế mình lại chính là tên phó giám đốc Triệu năm xưa, và thốt lên: Triệu, là ông, sao lại trở thành tay sai cho mụ ấy? Thầy Pháp Quyền cũng hơi ngạc nhiên khi thấy bà già nhà quê nhận ra con âm binh mình mới thu nhận này, rồi nói: Ồ, bà già, bà nhận ra con âm binh này sao? Mấy ngày trước linh hồn này tìm ta nhờ người giúp đỡ cho gia đình bà, nói là hối hận gì gì đó. Thật là buồn cười, linh hồn tự đưa đến cửa thì ta bắt giam làm lính, chứ giúp cái gì mà giúp. Đừng có kêu gọi hắn vô ích, hắn bị ta làm mất đi nhận thức rồi. Chỉ là một hồn ma không có thần trí, như một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh ta thôi. Bà Hai gắng xoay đầu liếc nhìn hồn tên Triệu. Quả đúng là hắn đang im lìm, ánh mắt thẫn thờ, toàn thân lúc mở lúc tỏ, khuôn mặt không có biểu tình gì cả. Bà thầm than thở, năm xưa làm ác, lúc chết hối hận muốn quay đầu chuộc lỗi, thế nào lại tìm đúng ngay một con mụ tà sư, bị bắt làm âm binh, không còn nhận thức, cứ như một cỗ máy, đúng là ác giả ác báo mà. Bà Hai nhìn thầy Pháp Quỳnh mà gầm lên: Cô muốn làm gì? Không phải cô muốn giúp nhà tôi sao? Không phải cô là kẻ thù của thằng Bằng sao? Hắn là phản đồ của môn phái cô mà, sao lại ra tay với gia đình chúng tôi chứ? Thầy Pháp Quỳnh lúc này ngửa đầu cười vang, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn miệng mỉa mai chế giễu, cằm hất lên mà đáp: Giúp nhà bà sao? Ồ, nhà bà có đủ tiền để thuê ta sao? Lũ nghèo mạt, tưởng thuê tao làm việc mà dễ à? Thay vì chờ tiền của chúng mày, thì bức tranh và con quỷ cái này có lợi với ta hơn. À đúng rồi, quên nói cho hai mẹ con bà biết nhỉ. Thằng Bằng là phản đồ không sai, nhưng mà ta cũng là phản đồ đấy. Ta và hắn cùng bị trục xuất ra khỏi môn phái trong cùng một thời gian đấy. Cái gì mà thanh lý môn hộ, truy bắt phản đồ chứ? Không lẽ là ta tự ra tay trừng trị mình hay sao? Đồ ngu! Tao chỉ hứng thú với bức tranh quỷ này thôi, chứ không, ta đuổi cổ chúng mày ra khỏi chỗ nhà tao từ sớm rồi. Đồ nghèo mặt hạng!
Nhìn hồn bà Ngọc lúc này đang vùng vẫy đầy tuyệt vọng và đau đớn, bà Hai nước mắt ngán dài, thầm than oan nghiệt. Không ngờ, bà lại khu hổ rước sói, muốn tìm nhờ thầy Pháp cao tay chống lại con hổ dữ tên Bằng, thì lại rước ngay một con sói cái nhằm hiểm về đây, bị hại nguyên một nhà. Thả tao ra! Thả mẹ tao ra! Quân nằm trên sàn nhà gào lên giận dữ, nhưng nó không thể bật dậy, còn Âm Bình vẫn đè nghiến giữ chặt nó dưới nền. Chỉ là một thằng nhóc con, Mộ Quỳnh cũng không quan tâm, nhạt nhạt nói. La hét cái gì? Đêm nay, mày và bà già kia cũng sẽ chết thôi. Tên Bằng giết người như ngoé, hắn ác thật, nhưng hắn ác bằng ta sao? Số mạng người chết trong tay ta so với hắn nào có kém gì? Năm đó, nào phải ta cố ý muốn chống lại hắn, tất cả chỉ là tình cờ. Kẻ thuê ta rất giàu có nên ta nhận lời thôi. Tiền nhiều như vậy, có giết tên sư huynh thì đã làm sao chứ? Tình đồng môn cái gì chứ? Ta khinh. Bộ ta sợ hắn hay sao? Lòi ra bộ mặt thật tham tiền lại hung ác khát máu xong, Mộ Quỳnh quay qua nữ quỷ mà quát. Bây giờ, một là mày chịu thành tay sai của tao, hai là trở thành thức ăn của đám âm binh tao nuôi, bị tao đánh cho tan ra để lũ chúng nó hấp thụ. Mày cũng mạnh đấy, sẽ làm gia tăng thực lực cho đám bộ hạ của tao. Sao hả? Còn bức tranh này, ta nhận, nó rất đáng giá, rất đáng giá. Hồn nữ quỷ không trả lời, vẫn cứ giấy giụa gào thét chống đối. Một thầy Pháp cười gằn, đưa tay bốc một nhúng gạo đã thấm máu, ném về phía hồn quỷ. Các hạt gạo rơi trúng quỷ thân, phát ra tiếng xèo xèo lạnh gáy. Bà Ngọc như chúng phải thứ trừ tà đáng sợ nhất thế gian, không ngừng kêu la thất thanh, đau đớn khôn cùng. Quân vừa khóc vừa cầu xin thảm thiết. Xin bà, cháu xin bà tha cho mẹ cháu. Đừng mà. Mộ Quỳnh lại phá lên cười. Quan tâm mẹ mình quá ha. Yên tâm, rồi mày và bà già kia cũng sẽ thành vong hồn tay sai của tao, cho ba đứa chúng mày đoàn tụ. Nghe kể năm xưa cha mẹ mày bị giết sống hả? Vui đấy. Vậy hôm nay tao cũng sẽ giết sống chúng mày như thằng Bằng đã làm, để cho mày tận hưởng cảm giác mà cha mẹ mày đã từng trải qua nhá. Tiếng cười man dại và đầy biến thái. Bà Ngọc tuy đã hóa quỷ nhưng vẫn thấy sợ hãi khôn cùng. Cái thái độ này sao mà giống của tên Bằng năm xưa đến thế. Đúng là hai sư huynh muội gian ác mà. Đều là kẻ thích nhìn người ta bị tra tấn cho đến chết, xem đó là trò mua vui cho bản thân. Lũ quỷ đội lốt người này, sao đến bây giờ vẫn còn được ung dung mà sống vậy cơ chứ? Mộ Quỳnh lại bốc lên một nhúm gạo và ném vào thân quỷ để tận hưởng thú vui tra tấn tiếp. Hai người một quỷ, nhà bà Ngọc lúc này đã tuyệt vọng cùng cực, như thể đã chấp nhận số phận bị giày vò đến chết thì. Hai cánh cửa nhà chính bị đá văng ra, bật tung cả bản lề. Một người đàn ông lao vào trong với tốc độ nhanh như cắt, chính là ông Linh, người chủ quán cà phê nơi Quân làm việc. Luôn quan tâm đến cậu bé nên về đây theo dõi quan sát. Thấy nhà gặp chuyện, giờ mới phát hiện ra đã kịp tới giải cứu rồi. Bút bút, hai tay ông Linh ném ra hai đạo bùa về phía hai con âm binh đang khống chế Quân và bà Hai. Mấy tờ phù cháy bay nhanh như ám khí, chuẩn xác trúng vào trán của mỗi hồn quỷ. Chỉ một giây ngắn ngủi, hồn tên Triệu và tên âm binh còn lại nổ tung tan rã thành bột mịn. Một chút lắc lư dãy rủa cũng không kịp thể hiện ra. Thế mới thấy đạo hạnh của người chủ quán cà phê này cũng không tầm thường chút nào. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Quân vừa thoát khỏi tay con âm binh kiểm giữ thì ngay lập tức vùng dậy, dùng toàn thân húc mạnh vào con mụ thầy Pháp, làm Mụ Quỳnh ngã lan ra một bên. Quân cũng bị mất đà té xuống gần đó. Nó ngẩng đầu vui vẻ kêu lên. Chú Linh, sao chú lại đến đây? Ông Linh nhìn nó mỉm cười hiền lành. Rồi không mất thời gian, người đàn ông già chạy ngay lại cái bàn đặt trước bức tranh, dùng con dao nhỏ cứa vào tay, vẩy máu của mình đè chồng lên những hạt gạo đã thấm máu của Mụ Quỳnh kia. Máu vừa thấm đủ, hai lá bùa trên bức tranh thế mà tự bốc lửa cháy lên dữ dội, rồi hóa ra tro. Quỷ thân của bà Ngọc cũng được giải thoát khỏi giam cầm vô hình. Bà đưa mắt âm trầm nhìn người vừa mới xuất hiện, vẻ mặt cảnh giác. Ông Linh chỉ liếc hồn quỷ một cái rồi bỏ qua,
dùng một ngón tay vẽ lên lớp gạo dày xếp thành hình chữ nhật đó mấy ký tự chữ nho. Những hạt gạo trộn đều hai thứ máu kia lại, phát ra một làn hơi mỏng manh như sương khói. Ông Linh thi pháp xong thì giơ hai tay gom lại thành hai nhúm gạo lớn, lao tới bên thân mụ thầy pháp đang té ở một bên kia mà nhét mạnh vào miệng, vào mũi, vào tai của bà ta. Hành động dứt khoát vô cùng. Quân ở cạnh hơi sững người. Ông Linh bình thường hiền lành nhu hòa, không ngờ khi ra tay lại quyết đoán như thế, không một chút nương nhẹ nào với đối thủ. Cần cổ của mụ Quỳnh lay động, mụ đã nuốt phải một ít gạo tẩm máu. Cả mũi, cả tai và miệng đều đã nhồm nhòm những hạt gạo đỏ tươi lẫn lộn với đen tuyền kia. Hai cặp mắt bà ta khó nhọc mở ra vì gạo đã cắm vào phần mắt. Bà ta gầm lên: "Mày dám phá chuyện của tao!" Mụ Quỳnh căm phẫn thấy ông lão mới xuất hiện này đang cố ép mụ nuốt cho bằng hết số gạo. Lúc này, mụ thầy pháp đã bị phá phép, phản phệ trọng thương. Những hạt gạo kia có chứa huyết thật của kẻ mới tới, đang từ trong thân phá đi pháp lực của mụ ta. Biết đã không thể ngăn cản tình huống trước mắt, mụ Quỳnh quyết định lôi kẻ mới tới này cùng chết. Hai tay mụ ấy cong lại thành kê chảo, vùng ngược lên cắm mạnh vào hai bên cổ ông Linh. Người chủ quán cà phê chỉ khẽ nhíu mày đau đớn chứ không rút lui, tiếp tục nhét gạo phép vào miệng của mụ ấy. Lúc này cổ ông Linh đã phun máu thành vòi. Sáu ngón tay của mụ thầy pháp đang không ngừng cắm sâu vào cổ ông ấy. Quân lúc này vùng dậy, chạy lại sau lưng người chủ quán, đưa hai tay túm chặt lấy hai chảo của mụ thầy pháp, cố dùng sức kéo ngược ra giải nguy cho ông Linh. Mụ Quỳnh lúc này tức giận la hét: "Mày! Chúng mày! Khốn kiếp!" Ông Linh sau khi đã tống hết phần gạo tẩm huyết tươi vào miệng của mụ thầy pháp tà ác thì giơ tay phải lên cao triển ấn rồi đánh ngay xuống mặt bà ta. Chấn động quá mạnh, còn mụ gian ác chỉ kịp ối lên một tiếng rồi ngất đi. Trên mặt nham nhở toàn gạo là gạo, đang nằm đầy trên da mặt, trong mắt, trong hốc mũi và đầy cả miệng. Ông Linh lúc này cũng ngã ngửa ra sau, vết thương hai bên cổ khá sâu, máu chảy ra như nước lã thành vòi. Quân vội thụt người xuống, đưa hai tay bịt lại, ngồi xoay lưng với mụ Quỳnh đang bất tỉnh, miệng nó kêu thất thanh: "Chú Linh, chú Linh, chú có làm sao không? Cấp cứu, gọi cấp cứu!" Ông Linh nở nụ cười hiền hậu, từ trong khóe miệng trào ra những dòng huyết đỏ tươi. Đòn vừa rồi của con mụ thầy pháp không chỉ tổn thương lớn đến thể xác, mà bên trong còn ẩn chứa bí pháp, là phần sức mạnh cuối cùng của tà sư Quỳnh dốc hết vào người ông lão để tìm cách kéo mạng cùng chết. Người chủ quán già lão đưa tay xoa đầu thằng bé, yếu ớt nói: "Không cần gọi, lần này chú không thoát khỏi cái chết được rồi. Quân à, mày mà cháu không sao, chú đã tới kịp, cứu được mày rồi." Thấy ông Linh có dấu hiệu sắp ngất xỉu, Quân hoảng loạn lay lay vai giữ cho ông trấn tĩnh. Lúc này hồn nữ quỷ đã tiến lại gần cả hai. Quân không biết, lúc này ông Linh và hồn bà Ngọc đang nhìn nhau chân chối, ánh mắt của cả hai đều phức tạp vô cùng. Được một lúc, hồn nữ quỷ lạnh lùng nói: "Con trai, tránh ra, mặc kệ hắn, để cho hắn chết đi." Quân ngạc nhiên vô cùng, ngẩng đầu nhìn mẹ mình rồi hét lên: "Mẹ nói gì thế? Chú Linh vừa cứu chúng ta đó. Chú ấy là người tốt, đã giúp đỡ con rất nhiều trong cuộc sống nơi thành thị, lo cho bọn con như người nhà. Sao mẹ lại nhẫn tâm muốn để cho chú ấy chết chứ?" Hồn nữ ngửa đầu cười vang chua xót, thành âm có bất đắc dĩ, có chút bi thương phẫn hận. Rồi nữ quỷ cúi đầu nhìn chăm chăm vào ông lão đang nằm hấp hối trên mặt đất mà gằn từng tiếng căm thù: "Hắn là người tốt. Con trai, con nói hắn là người tốt sao?" Rồi bà Ngọc nói tiếp một câu làm Quân chấn động: "Đã lâu lắm rồi nhỉ, hóa ra mày luôn ở cạnh con trai của tao sao? Mày không có gì để nói sao, hả Bằng?" Cái tên Bằng vừa thốt ra từ miệng bà Ngọc làm cho Quân tái xanh mặt mày. Đây không phải là tên gọi của kẻ thù ác năm xưa đã giết sống cha mẹ mình hay sao? Không phải là kẻ mà họ đang ngày đêm lo sợ, cũng đang tìm cách trả thù thật mạnh tay để đòi nợ máu năm xưa còn gì? Cớ sao giờ đây bà Ngọc mẹ mình lại nhắm hướng người chủ quán tốt bụng, lại có ơn cứu mạng cả nhà mình mà nói ông ta tên Bằng?
Quân lắc lắc đầu, gào lên với ông Linh. Chú Linh, chú nói cho con biết đi, chuyện này là thế nào? Ông Linh thở dài yếu ớt, máu nơi khóe miệng lại trào ra, kèm với đó nơi khóe mắt cũng tuôn ra hai hàng lệ máu. Ông né tránh ánh mắt của thằng cháu nhỏ, thều thào nói. Chú xin lỗi con. Chú. Quân thấy ông lão ấp úng thì quay sang nhìn bà hai. Nó kinh ngạc khi thấy bà hai lúc này cũng quay đầu né tránh ánh mắt mình. Khuôn mặt tỏ ra phức tạp bất đắc dĩ. Có lẽ bà cũng đã nhận ra ông ta từ lâu rồi. Cũng không ngờ kẻ thù ác năm xưa hôm nay lại cứu cả nhà một mạng. Quân lắc đầu nguầy nguầy. Không thể nào, không thể nào. Chuyện là sao? Hồn nữ quỷ cũng càn giọng. Mẹ cũng đang không hiểu chuyện gì đây. Tên khốn, nói đi. Sao hôm nay mày lại cứu chúng tao? Mày đang âm mưu gì? Ông Linh, mà không, phải gọi là ông Bằng mới đúng. Lúc này nhìn hồn bà Ngọc mà cười khổ, vẻ mặt thê lương, thều thào nói. Kẻ sắp chết như tôi, có gì mà âm mưu với gia đình bà nữa đây? Năm xưa tôi bị tụi xã hội đen truy sát, sống dở chết dở. Pháp thuật thì bị con sư muội này phá hoại mọi lúc, nên có ngày bị chém gần chết nằm bên vệ đường. May được một gia đình nghèo cứu giúp, nhưng rồi họ cũng bị tụi kia chém chết thảm thiết. Là do tôi liên lụy. Từ đó tôi nhận ra giá trị mạng sống đáng quý như thế nào, mình đã sống bạc ác như thế nào, phải chịu quả báo ra sao. Mấy cái tiền tài tranh đấu ngoài kia, trước khi sắp chết mới thấy nó vô nghĩa lắm. Tôi may mắn giữ được mạng cho đến bây giờ, cũng đã tự thẹn với bản thân, thầm quyết tâm phải thay đổi, làm việc giúp người mà bồi tội. Nữ quỷ gầm lên. Tao đang hỏi mày tiếp cận con tao để làm gì mà? Ông Bằng nhìn qua Quân với vẻ yêu thương mà nói. Tôi không có tiếp cận nó, tôi cũng đâu có nhận ra nó là ai. Thằng nhỏ tình cờ đến chỗ tôi xin việc thôi. Không hiểu sao trong mấy đứa làm công cho mình tôi lại yêu quý nó nhất. Giờ nghĩ lại xem ra trong mình đã có sắp đặt cả rồi. Tôi tưởng bà theo hại thằng bé, nên khi thấy nó cầm bức tranh tôi đã theo về đây để bảo vệ. Tôi tự thẹn với tất cả, nên dù đã về lại thành phố mấy năm nay cũng không có về ngôi nhà kia tìm bà. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, năm xưa là tôi đã có lỗi với gia đình. Quân lắc đầu nguầy nguầy. Nó không muốn tiếp nhận sự thật này. Nó không muốn tin người chủ quán tốt bụng luôn yêu thương chăm sóc cho nó mấy năm trời, hóa ra lại là kẻ năm xưa giết sống cha mẹ mình. Nhất thời nó không tiếp nhận nổi cái hiện thực này. Nó gầm lên. Chú nói dối. Sao chú lại có thể hại cha mẹ của con chứ? Tại sao? Bao năm qua chú giả vờ làm người tốt, đi phát gạo cứu khổ cho người nghèo, tất cả đều là giả dối hay sao? Chú đối tốt với tôi cũng là giả dối hay sao? Ông Bằng lắc đầu nhìn nó mà nói. Chú không có lừa con. Chú xin lỗi. Chú cũng không biết con là con của bà Ngọc. Nếu không chú đã tự tay mày giết chú rồi, để trả cái nợ năm xưa. Việc cứu đói phát quà chỉ là muốn chú muốn chuộc lại lỗi lầm tội nghiệt ăn trên xương máu người nghèo, nên giờ chả được chừng nào hay chừng đó. Im đi, mày câm mồm đi. Hồn nữ quỷ gào lên bi phẫn. Bao nhiêu năm ôm mối hận thù khắc cốt ghi tâm, giờ kẻ thù ác đã ở đây. Nhưng trái ngang nhất khi hắn lại là kẻ vừa cứu cả quỷ, cả người khỏi cái chết trước mặt. Ẩn oán này giải quyết làm sao đây? Bà hai ở xa vừa khóc vừa cảm thán. Bị kịch ẩn oán thù hận éo le thế này, thật khó mà gặp được, cũng quá khó xử. Quân thì ngồi thẫn thờ tại chỗ, nó không biết phải làm sao, vẻ mặt như mất hồn. Nữ quỷ từ trong hai hốc mắt cũng tuôn ra lệ máu. Hồn bà Ngọc cũng vừa giận, vừa chua xót không biết làm gì tiếp. Đúng lúc này. Tụi mày chết đi! Chết đi! Một tiếng hét vang lên. Sau lưng nhóc Quân, mụ thầy pháp tên Quỳnh đã tỉnh lại từ bao giờ. Mụ vớ lấy cây dao nhọn hoắt gần đó rồi nhào người lên,
toàn đâm vào lưng thằng nhỏ, vì nó là kẻ gần bà ta nhất. Mụ Quỳnh đã mất đi thực lực của một thầy pháp, thân thể trọng thương sắp mất mạng. Lúc này tóc tai bù xù, khuôn mặt hung ác luộm thuộm đầy gạo tẩm máu, đang ngoác miệng cười, hung hăng muốn kéo thêm vài ba kẻ nữa chết theo mình. Nhanh như cắt, ông Bằng cũng dùng chút sức tàn đưa tay chụp mạnh cánh tay của thằng bé, kéo mạnh tới trước làm nó té nhào ra đất. Ông Bằng vươn người lên nằm chồng lên nó, che cho thằng nhỏ. Kết quả, ông lão bị trúng một dao vào lưng, nhát đâm ngọt xớt, cắm gọn toàn thân con dao vào da thịt. Nữ quỷ lúc này mới kịp vung tay đánh bật bà ta ra. Ông Bằng nghiến răng vòng tay nhổ con dao ra khỏi lưng, rồi chồm tới bên người phụ thầy pháp, rất quyết đoán cắt phăng một đường ngang cổ mụ ta. Mụ Quỳnh ú ớ trợn trắng mắt không thốt ra lời, vết cắt nơi cổ phun trào máu tươi xối xả, lập tức tắt thở, khí tuyệt thân vong. Ông Bằng lúc này cũng đã tiến vào những hơi thở cuối cùng, trước lúc chết cũng kịp cứu lấy đứa cháu nhỏ mà theo duyên phận sắp đặt đã bến ông, bầu bạn mấy năm nay. Trước khi tắt thở, ông cố ngoái đầu đưa mắt nhìn Quân lúc này đang lồm cồm bò dậy ở bên cạnh, hai mắt nó đỏ ngầu tiêm máu vì sửng sốt. Ông Bằng yếu ớt nói: "Chú xin lỗi, xin lỗi con." Thều thào được hai tiếng, ông ta cục đầu lên xác người sư muội, cứ thế chết đi. Trên môi còn đọng lại một nụ cười thỏa mãn khi đã phần nào trả được chút nợ nần xa xưa. Từ trên lưng và trên cổ của hai sư huynh muội, máu đỏ cứ không ngừng ứa ra ngoài. Cuộc đời hai pháp sư hành ác, kết quả đều mất mạng trong chính tay của đối thủ mình. Chỉ là một người đã quay đầu hướng thiện, một người thì vẫn mãi chìm mê với dục vọng quyền thế. Nhưng khi hơi thở đã dứt, mọi thứ cũng đã trở thành phù vân mây khói, chẳng còn chút giá trị quyến luyến nào nữa. Hồn nữ quỷ ngửa đầu gào lên bi ai: "Hắn chết rồi, chúng chết cả rồi, ông Thuận ơi, ông có thấy không? Chúng chết cả rồi, chúng đền tội cả rồi, ông ơi." Phía bên kia, bà Hai ôm đứa con nuôi mà nghẹn ngào, Quân thì ngã vào lòng bà Hai mà khóc tợn. Nó cũng không biết mình khóc vì điều gì, khóc vì kẻ thù ác năm xưa đã đền tội, hay khóc vì người chủ cà phê hiền lành trong nhận thức của nó vừa ra đi mãi mãi. Những tiếng kêu gào vì ai, tiếng khóc não ruột cứ thế vang lên trong đêm tối, kết thúc một chuỗi bi kịch trải dài suốt gần 20 năm qua. Một thời gian sau, bà Ngọc sau khi gặp lại được con trai đúng như sư thầy chủ trì chùa Trúc Nghiêm đã nói, thì cũng đã thỏa mãn, lại thêm kẻ thù ác năm xưa cùng kẻ thù hiện tại, tất cả đều đã đền tội, thì đã không còn gì vương vấn nữa. Bà Hai cùng Quân theo lời yêu cầu của hồn nữ quỷ, quay lại thành phố tìm về căn nhà ma kia, rồi đến chùa Trúc Nghiêm gần đó xin gặp sư chủ trì, như thể đã biết từ trước vậy. Vị sư thầy tướng mạo đoan nghiêm, nụ cười hiền hậu kia chờ đón tiếp cả hai mẹ con, rồi ôn tồn nói: "A Di Đà Phật, nghiệp trần bi ai, hỷ lạc xoay vần, là sanh là lợi, là thù là oán, dứt hơi thở rồi, mọi thứ là không. Chậm luân nơi địa ngục, hay phát thiện duyên nơi trần thế, ấy là do con người lựa chọn mà làm vậy." Sau đó thân xác của hai vợ chồng tội nghiệp bị giết sống, nằm vùi sâu dưới đất lạnh đã gần 20 năm sau nhà, được đào lên lại. Sau khi để cho phía công an thụ lý, thống nhất hồ sơ với vụ án trước, thì được trả về cho gia đình mai táng. Lá bùa giam hồn của ông Bằng lúc trước ném xuống cũng được Phật lực xua đi. Hai hồn vừa hiện ra, quỷ sai đã tìm đến muốn dẫn đi. Sư chủ trì xin được làm lễ cầu siêu trong một buổi, xua đi oán khí, cho linh hồn nghe kinh kệ để sớm được siêu thoát. Lúc này Quân cùng bà Hai đã không còn có thể trông thấy hồn ma nữa. Nó theo hướng dẫn của sư chủ trì mà quỳ lại gào khóc với khoảng không trước mặt. Hồn bà Ngọc và ông Thuận cũng buồn bã nhìn đứa con thất lạc bao nhiêu năm, khi gặp lại cũng đã âm dương cách biệt. Sau đó họ nghe theo lời khuyên của sư mà buông bỏ đi hối tiếc, tham luyến nhân sinh, cùng theo quỷ sai về trốn âm ti chờ sắp xếp định đoạt, chóng ngày được đầu thai để bắt đầu lại một kiếp mới. Sau này Quân gặp lại thằng Hải, bạn cùng chỗ làm với mình. Hải đưa cho Quân một mẩu giấy, trên đó có ghi địa chỉ hai nhà nội ngoại của thằng Quân. Bốn hai hộ gia đình này
do đau xót vì mất con mất cháu đã rời đi biệt tích. Không ngờ ông Bằng đã tìm ra được. Ông đi tìm không phải vì muốn trả thù gì, mà chỉ là muốn đền bù cho hai nhà ấy. Sau khi ông ta chết bằng một cách nào đó, Hải đã có được một mẩu giấy ghi địa chỉ này và trao tận tay cho thằng bạn. Quân không cho bọn bạn thân biết sự cố năm xưa, chỉ nói ông Bằng chết là do cứu nó, nên tụi bạn vẫn vô cùng tôn kính. Ông Linh trong lòng chúng nó mãi là một người chủ quán cà phê hiền lành, tốt bụng. Nhìn mảnh giấy trong tay, Quân hơi xúc động. Kẻ thù năm xưa giờ lại là người mà nó ở bên cạnh bao nhiêu năm. Cả hai tuy không nhận ra nhau nhưng lại yêu quý nhau thật lòng. Âu đây cũng là sắp đặt của số mệnh vậy. Số mệnh diệu kỳ hay ngang trái đều là có ý nghĩa riêng của nó cả. Sau đó thằng nhóc cùng bà hai theo địa chỉ kia mà tìm được hai bên nội ngoại. Người nhà nhận mặt đứa cháu mất tích bao nhiêu năm đều vỡ òa sung sướng vô bờ bến. Cuối cùng, hạnh phúc bên người thân yêu, thằng bé cũng cảm nhận được hết cả rồi. Nói về bức tranh kia, bà Ngọc không cho chôn theo xác mình mà nhờ vị trụ trì giữ lại treo nơi thiền tự. Sư thầy thở dài như hiểu ý, bèn treo nó ở gian phòng ngoài cùng, gần cổng chùa, nơi bán những vật dụng lưu niệm nhỏ. Ngày ngày bức tranh ở đó im lìm như đang lắng nghe thanh âm của chuông chùa hay tiếng trầm bổng của kinh Phật. Quỷ khí trên đó đã mất đi hết cả. Màu sắc đỏ đen ảm đạm trên mặt tranh lúc này nhìn qua lại thấy trở nên tươi tắn lạ thường, nhìn rất thu hút bắt mắt. Thế nhưng thế nhân không có mấy ai hiểu rõ cố sự bi thảm đằng sau bức tranh đặc biệt đó, và càng không biết bề mặt của bức tranh kia được làm từ da lưng của người sống. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong một tập truyện rất là hay của tác giả Phi Hưng. Có lẽ câu chuyện này đã đưa chúng ta đến với rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau, từ buồn, vui, xen lẫn, rồi sau đó là những cái sự bất ngờ liên tục xảy ra trong câu chuyện. Và Thuận thực sự yêu mến cái câu chuyện này. Cái câu nói mà Thuận yêu mến nhất và thích nhất trong câu chuyện này đó là: Âu, đây cũng là sự sắp đặt của số mệnh vậy. Số mệnh diệu kỳ hay ngang trái đều là có ý nghĩa riêng của nó. Thuận thấy câu này thực sự nó rất là ý nghĩa, nó rất là hay. Tất cả các nhân vật trong câu chuyện này đều có một cái số mệnh đặc biệt của họ. Và thực sự thì cuối cùng một cái kết rất là đẹp đã xảy đến với tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Và Thuận cảm thấy rất là thích ngòi bút của tác giả Phi Hưng. Còn không biết quý vị cảm thấy như thế nào, cảm nhận thế nào về câu chuyện này thì hãy để lại bình luận và comment cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ thời gian cũng đã trễ rồi. Thuận kính chúc tất cả quý vị ngủ thật ngon và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một câu chuyện khác nhé.